Xem like, chia sẻ và like giùm Thương nha mấy chị ơi. Nghỉ hôm nay mấy chị nhớ không ta? Nghỉ 40 bữa rồi chứ. Chia sẻ like giùm Thương nha mấy chị ơi. Ai đang xem like chia sẻ và like giùm Thương nha. Đầu like Thương trẻ à, đầu like nói thật với mấy chị luôn. Đầu like hôm nay quên chia sẻ và like quá chứ. Thương sẽ lên một món đồ siêu rỉ cho mấy chị yêu nha. Đó mấy chị yêu nhớ chia sẻ và like giùm Thương là được nha. Cho em xin 2 giây thôi để chia sẻ, mấy chị yêu chia sẻ và giùm Thương nha. Thương mà lên la cái mặt chị nó cũng đỏ. Chia sẻ mà giùm em. Một đống một đường nữa cho nén. Mặt mảng chết. Bảo là làm đơn mà một đơn thì thấy như say sẵn. Không muốn làm gì. Rồi em chia sẻ bài xong, giới thiệu sơ qua một xíu. Hôm nay có ai nhớ em không mấy chị? Không, nhớ chị tốn tiền đi. À đó con quỷ cà rốt phải không? Nam Thư. À quỷ Nam Thư. Nam Thư hổm theo bên đó hái trà bát hay sao không thấy mặt luôn á mẹ. Rồi đầu like hôm nay danh dự với mấy chị luôn. Em sẽ bán combo dài cho nó nhanh nha. Combo này nói chung là cái này em gọi là em sell cực kỳ lỗ luôn. Nói thật sự luôn nha. Chị nào tin tưởng hay mua ủng hộ giùm em để cho nó hết cái lô dép này giùm thôi mấy chị ơi. Rồi em sẽ bán combo là 50.000 hai đôi. Không chọn mẫu chỉ chọn size nha mấy chị. Đây nè, nó đẹp cực hồn luôn. Những mẫu Thương sẽ đưa lên nè. Đó ví dụ như mấy chị chốt em là combo 50 sa ba bể hay là gì đó, 50.000 hai đôi không chọn mẫu, chỉ được phép chọn size. Áp dụng cho ai chia sẻ bà like giùm Thương nha mấy chị. Chia sẻ bà like giùm Thương, chốt xem cái đai Thương qua đồ mới về cho mấy chị yêu nha. Đó, combo 50.000 hai đôi. Đó, em nói thật với mấy chị, nhập vô em nhập bắt 33.000 rồi nè mấy chị yêu ơi. Đó, 50.000 hai đôi nha. Bao lỗi cho mấy chị luôn nha mấy chị yêu rầu. Đó, không chọn mẫu giùm Thương nha, chỉ chọn size thôi mấy chị. Đây là những mẫu Thương sẽ đưa qua cho mấy chị thấy mẫu nè. Bởi vì em bán lỗ dày cho nó nhanh. Hai đôi 50.000, mấy chị yêu chốt giùm Thương nha. Chỉ chốt size thôi nha mấy chị. Dép em nói mấy chị nó đẹp lắm luôn á. Nó đẹp cực kỳ cực hồn luôn nè. 19 độ rồi mà mùa hâu vẫn trẻ mấy chị. Combo 50.000 hai đôi mấy chị, chỉ được phép chọn size không chọn mẫu nha. Đó Thương lên dài cho nó nhanh nè, cực đã luôn. Rồi 50.000 hai đôi, đây là tất cả những mẫu, Thương sẽ đưa mẫu lên cho mấy chị xem nè, toàn là dép đẹp không. Em ba lỗi cho mấy chị luôn nha. Đó, đẹp lắm. Cực hồn luôn. Rồi ai chốt combo dép lên em, combo dép chia sẻ vào giùm Thương nha. Hết đồ đã banh, đó thử nữa hay hết đồ đã banh rồi nha. Bữa giờ không thấy chị, hổm nay sao chị làm có mình, chị kì dữ quá, mệt quá, không chị nghỉ ít bữa, chị chơi cho nó phỉ đó. Bây giờ phỉ đâu, giờ chị lấy sức chị la lại nè. Đó 50.000 hai đôi nha mấy chị. Con này em nói thật với mấy chị mua đâu không có giá này đâu. Đó mua đâu cũng dạy mua giùm em Thương nè. Cho nó hết cái này mùa dịch em xả lỗ cái này ra cho mấy chị yêu nè. Đó combo 50.000 hai đôi. Rồi mấy chị chốt size giùm Thương nha, không chọn mẫu. Mẫu nào cũng đẹp hết mấy chị yêu ơi. Đó, mang đi chợ đi chơi, đi đâu cũng đẹp. Đó, cực kỳ đẹp luôn nha.
Rồi chị nào lên chốt em combo hai đôi từ size 35 tới size 39 thương điều có size. Combo đó 37 cho chị Xuân Hương. Không đẹp thương lái thương trả là cho mấy chị nha. Hàng lỗi thương trả là cho mấy chị luôn nha. Thương bao lỗi bao hết tất cả mọi thứ luôn. Đó không phải là thương sale lỗ mà sale hàng tầm bậy cho mấy chị đâu nha. Con này em nói thật là dịch bán không được. Em sale cho mấy chị combo 50.000 hai đôi. Mấy chị yêu chọn dùm thương chọn size không chọn mẫu nha. Toàn là đẹp đẹp không nè. Đó, đây là những mẫu thương đưa lên nè. Không cái nào ngoài khác những cái mẫu này. Đẹp bon kinh hồn. 36 chị Thiên Hồn. Đẹp lắm, em nói thật mấy chị 50.000 hai đôi mấy chị mua dùm thương để được lái lại vốn thôi mấy chị. À, lái lại tiền chứ không gọi là vốn, cam kết mấy chị là lỗ. Combo size 37 chị Thúy Phượng. Lỗ nha mấy chị. Nó xạo là bán é luôn cho mấy chị yêu luôn á. Nè, toàn dép đẹp không này, 50.000 hai đôi. Mấy chị chốt combo size thôi nha mấy chị yêu. Đây nè, combo size. Ok chị Xuân Hương đó. Nha. Đẹp chưa? Toàn là dép đẹp thôi nè. Chia sẻ bài và chốt like dùm thương nha mấy chị. Sao yêu. Em in đó. Sao vậy? In bị gì? Sao trên nó hàng nó có chữ đó nữa. Ai cũng có đi. Ai cũng có. Ai nó cũng ra. Ủa? Bị gắn lộn gì rồi em. Ờ thôi kệ đó. In đi. Chắc chị đang gắn lộn thì kệ cha. Rồi đây mấy chị ơi, mua dùm thương nha, cam kết với mấy chị là thương bán cái này thương lỗ tuột luôn. Đây nè, đó. Combo 50.000 hai đôi dép cực xinh cực đẹp cho mấy chị luôn, thương ba lỗi ba đồ cho mấy chị luôn. Mấy chị chốt size dùm thương không chọn mẫu nha. Đây nè mấy chị, đó. Những mẫu thương đưa lên cho mấy chị yêu thấy nè, cực kỳ đẹp luôn. Nói chung là toàn hàng đẹp không à. Đó, ba lỗi cho mấy chị luôn nha. Em chơi xà láng, sáng còn gì còn, bán nhanh cho mấy chị 50.000 hai đôi, chốt size đi mấy chị yêu. Về mang đi chợ, mang ở nhà, mang đi chơi nhẹ nhàng, bao đẹp cho mấy chị luôn. Toàn bộ mẫu thương đưa lên nè, nhiều mẫu lắm, toàn đẹp đẹp không nè. Chốt đi mấy chị yêu ơi, 50.000 hai đôi nha, đó, siêu đẹp luôn. Chốt đây rồi em lên hàng mới cho mấy chị nè. À, thấy Phượng chạy chốt đây em mới mua rỉ mà đẹp. Ờ à, đúng rồi, cảm ơn Trà Phạm nha, rỉ mà đẹp luôn. 50.000 hai đôi nha mấy chị, chọn size không chọn mẫu giùm thương. Này là thương xe đầu lai rỉ nha, chị chưa kiếm thương thương ơi. Combo size 36 chị Liếm Thật Hằng. Sự luôn mấy chị tin tưởng thì mua ủng hộ em thương nè. Combo cái này em chị Trần Cẩm. Em sale lỗ 50.000 hai đôi, em không cho mấy chị chọn mẫu bởi vì em lai nhâm. Mấy chị chốt size là ra em đã lựa size rồi em bóc rạch cho mấy chị nha. Nụ cười giả tạo ơi, chị ở đâu ơi chị? Hàng em ba lỗi cho mấy chị yên tâm mà chốt. Size 35 cho chị nụ cười giả tạo. Em ba lỗi cho mấy chị nha. Mấy chị ở xa lên địa chỉ coi thử em cái nào chốt được bảy chị Hoàng Nguyễn. Combo size 38 cho chị Ánh Nguyễn. 50.000 hai đôi, mấy chị yêu mua dùm thương, thương cam kết mấy chị cái này mà bán mà không lỗ là thương không ngồi đây luôn á mấy chị ơi. Quần sau là quần hố 55k một quần nha chị. Chờ xíu em sẽ lên đồ cho mấy chị nha. Thương bán cái lô dép này xong thương lên đồ cho mấy chị yêu nha. Quần hố cây đeo phía sau có vẻ đen mà chị nghe. Hỏi quần đùi kaki nam hay nữ chị. Đào Thị Thị ơi. Đây nha, 50.000 hai đôi dép mấy chị yêu chốt dùm thương nha. Chốt size không chọn mẫu nha mấy chị. Thời Mỹ Hà Nội ok chị. Đây, không chồng mèo nha chị Bo Cu nha. Đó, em bóc đại nha mấy chị cứ chốt mèo lên đây mà nếu mà có thì thương bóc, còn không có thì thương bóc mèo khác cũng được nha. Đó là chị Tâm ba mấy chị yêu. Mình chốt mèo lên nhưng mà nếu mà ra kia mà không có cái đôi mèo đó sai đó thì thương bóc mèo khác cũng được nha. Đó, chị là muốn mèo nào mình cứ lên, nếu có thì thương bóc, còn không có là thương không bóc. Thương sẽ bóc mèo khác cho mấy chị. Đây. Ba lỗi từng chi tiết nhỏ cho mấy chị luôn. Cực hai kỳ đẹp. 38 cho chị Kim. Hai đôi 50.000. Em nói thật sự với mấy chị luôn, thương đứng đây không có xạo mấy chị đâu. Mấy chị mua sỉ cũng có giá này đâu, em nói thật luôn á. Đừng có nói là mấy chị mua đĩ được 50.000 hai đôi vậy nha. Đó, em sale cho hết nè mấy chị yêu ơi. Toàn bộ những mẫu đẹp thôi nha. Mẫu thương dơ lên sao okay, là chừng. Ok chị Lê Bắc Khánh. Đẹp cực kỳ luôn. 37 50.000 hai đôi, mấy chị chọn size cho em nha. Đó. Thích mèo nào lên, nếu mà có mèo thì em bóc, còn không có mèo em bóc sang mèo khác cho mấy chị. Quần chị Thương đang mặc còn nha chị. Quần Thương đang mặc 49.000 còn đủ size nha. Rồi 50.000 hai đôi dép mấy chị lấy đi để Thương qua mẫu với chị ơi. 50.000 hai đôi dép không chọn mẫu giùm Thương nha. Toàn mẫu đẹp đây nè, em nói thật sự luôn. Quần kaki nam mình hết rồi đúng không? Quần kaki nam hết rồi. Quần kaki nam hết rồi chị Đào Thị Thủy ơi. Toàn mẫu đẹp không nè mấy chị. Nè.
Em ba lỗi từng chi tiết cho mấy chị. Sai lại hai lần rồi. Nó tự lên vậy hả? Ừ. Bảo chị in lại của chị Lê Quốc Thắng đi. Nó lên gì à? Chắc cho lỗi bạn đó chứ. Ừ. Đó chị. Ok chị Lê Quốc Thắng có nè. Chốt một lần đừng chốt lại nha mấy chị. Hai đôi size 39 cho chị Ngân Ngân cao. Còn dép đẹp cho mấy chị 50.000 hai dạ, đôi. Bán combo bao bình thường. Bán combo hai đôi chứ bán một đôi cho chị. Bán hai đôi không bán một đôi nha, bởi vì thương bán này để hết hàng rồi mấy chị. Nó thật luôn, thương bán để hết hàng á. Thương ơi bán giá này thôi chứ nhập sĩ làm gì có giá nào mà bán 50.000 hai đôi mấy chị. Em ba lỗi cho mấy chị luôn nha. Em ba lỗi cho mấy chị luôn. Chị Mỹ Phương. Hai đôi size 35 cho chị Vinh sửa máy. Em ba lỗi cho mấy chị luôn. Ok chị, nếu như mà có thì em bắt, còn không có em bắt mèo khác thì chị Lê Quốc Thắng nha. Nói chung là em không cho chọn mèo, nhưng mà chị là thích mèo nào cứ lên. Nếu mà lát nữa Thương ra kia Thương bắt mà có cái mèo đó thì Thương sẽ bắt cho mấy chị. Còn 39 cho chị Khánh Vy. Còn không có thì Thương sẽ bắt mèo khác. Chị Kim Như Le lên trên xin số điện thoại nha. 50.000 hai đôi, năn nỉ mấy chị chốt giùm Thương cho nó hết cái này nè. Kim Như Le lên trên xin số điện thoại. Chị ở đâu á chị? Mấy chị yêu nè, hai đôi size 39 cho chị Diễm Thị Lỹ. Có nữa cho đừng có nói là mua lỉ 50.000 hai đôi. Dép này la dùm Thương nha mấy chị. Bữa mưa rồi mang sướng lắm. Mang sướng mà đẹp nữa, Thương nói thật luôn chứ không có xạo mấy chị đâu mấy chị ơi. Còn hai đôi size 36 cho chị Như mình Cương. Không mà ai xạo ai gì đâu mấy chị. Đó, 50.000 hai đôi. Chị bao cô này bán cho hết thôi mấy chị. Bán cho hết thôi. Còn đang mặc là vải u mì á chị. Dịch mà em còn nhiều quá. Đây. Đó. Dạ em không bán một đôi cho chị bé khờ ngốc nghếch. Bán hai đôi nha mấy chị. Trời xả đã hai đôi có 50.000 nè mấy chị ơi. Hai đôi 50.000, mua hai đôi không bán một đôi. Thương ai bán trời cho hết hàng em mà. Em trả lời chị bé khờ ngốc nghếch nể vô rồi mà. Chị cứ hỏi cứ một đôi bán không, một đôi bán không biết từ nể vô 4 5 lần. Bán hai đôi không bán một đôi nha. Chị bao cu lên trên xin số điện thoại cho chị. Ra hồi hải mấy chị. Mới được nhận quà của Hoài Hải. Ra Hoài Hải. Chị Kim Nhân Lê này lên trên xin số điện thoại luôn nha chị nha. Ủa một con dài một con rùa không thấy chốt đơn á. Có khi nào gọi em thăm thương mé không? Dạ không có size 40 nha chị, size 39 là to nhất rồi. Có bà cô em ở đâu vậy? Ra Hoài Hải. Má chạy bên Hoài Hải cách ra hái ngon. Em ước gì hết dịch đó em qua Hoài Hải em trèo lên cây tre em hái cho chị nó đã. Chị ba cô ở đâu chị ba cô ơi? Hà Thu hai đôi size 35 nè, ok chị. Quần chị mặc 49 nha, chắc là chắc u mì nha em. Hai đôi size 39 cho chị Trương Thị Kiều Vân. Rồi hai đôi 50.000 hai đôi. Mấy chị chọn size giùm Thương nha. Không chọn mẫu, chọn size giùm Thương. Rồi được chưa? Em lên dù mấy chị chốt ha. 50.000 hai đôi. Mình ở đâu á chị? Chị Nhiên chưa thấy lên số điện thoại ta. Mấy chị có đặt tên lên trên số điện thoại nha mấy chị nha. Chu mẫu đẹp không? Nói mấy chị mua hốt hàng luôn mấy chị. Em nói thật sự. Ủa không có ai có chị kiểm tra lại nha em. Có địa chỉ rồi đi. 50.000 hai đôi em không có bán lẻ một đôi nha. Cái này em bán lỗ bán nhanh cho nó hết hàng á mấy chị. 50.000 hai đôi chốt nhanh dùm Thương ạ. Toàn mẫu đẹp không em. Chọn size không, không chọn mẫu cho nó nhanh nè. Đó 50.000 hai đôi. Em cho mấy chị chọn size. Ok chị Kim Nhân Lê. Nhánh ra nó ghê. Thằng nhỏ đi chân bò, trèo cây, giữ lép, bị tí hoài à. Mặt bây giờ còn bị xẹo luôn mà Kim Anh ơi. Mặt bị xẹo cũng gì, lý do trèo cây à. Combo 2 đôi 50.000 cho Thương mấy chị yêu ơi. Ừ. 2 đôi size 39 cho chị Nhung Trương. Ở mấy Hoài chị... Mỹ, ok chị ba cô nha. Mấy chị yên tâm mua đi, em không lừa xạo mấy chị đâu, mấy chị lo, em nói thật luôn. Dép này nó đẹp giả mang luôn. Xe cho nhanh hết. Được chưa, em lên đồ. Có, quần ốp mèo sale có đen nha mấy chị. Quần ốp mèo sale kèm nịt luôn, đủ size. Có mèo đen và mèo kem, 55.000 một quần. Dạ em thấy chị Khánh Vy em chốt với chị rồi á chị. Thôi Thương không ăn nữa, lỡ mấy chị nuốt một chiếc. Combo size 38 cho chị Hằng. Nè, toàn mẫu đẹp không em mấy chị. Combo size 38 cho chị Hằng, chị Hằng ở đâu chị ơi? Đẹp lắm, em nói thật sự luôn. 50.000 hai đôi dép này. Chị Ruby còn giữ đơn không chị? Ruby nè, Ruby giữ đơn vậy em. Em nhớ đó, em thấy có địa chỉ mà. Máy đơn mà 11 mà ít xả không? Dạ có size 35 nha chị Thảo Thu. Rồi từ 35 tới 39 em đều có size. Chân không đi chân chị nào mà bự, chân yên với tay em mang có 38. Công ty mình ship trong huyện Hòa Nhơn là 10k chị Kim Nhân Lê ơi. Ship đồng giá huyện Hòa Nhơn 10.000 nha mấy chị. Rồi
đó, nhiều mẫu lắm, đẹp đẹp không à, 50.000 hai đôi. Được cái chưa? Quần treo phía sau là có màu đen luôn nha chị. Áo chị Hương mặc đẹp quá hả? Cảm ơn em. Rồi em lên đồ nha. Được chưa? 50.000 hai đôi. Rồi quần Thương đang mặc nè, nghĩ rồi mấy chị yêu là hỏi gì rồi, quần Thương đang mặc có đủ size, có size cho mấy chị 60-65kg luôn nha. Đó, quần Thương đang mặc là ngố có kèm nịt luôn. Ngố kèm nịt có đủ size, giá của nó là 55.000 một quần. Em có màu đen và màu kem, màu đen đây. Em có đen và kem nha. Em có đen và kem. Ở Hoài Châu, alo, ok chị Hành nha. Hai đôi màu chị đen dép, em sợ không có đủ hai đôi màu đen đó chị. Nói chung là em không có cho chọn mẫu, chọn mèo, chị chọn size. Chị là thích mèo nào thì lên, nếu mà có thì em Thương bóc, và không có là Thương sẽ bóc sang cái mèo khác. Dạ, rồi mấy chị đồng ý rồi, chốt. Dạ, đồng ý thì chốt. Rồi đây là mèo đen này, quần ngố 55.000 một quần, em có đủ size. Ai thì chị đổ phốt. Ai chốt mã này á, là chốt chùm cho Thương là mã 55 kèm mèo kèm size, hoặc là kèm số ký Thương bóc size nha, kèm nịt luôn nha mấy chị. 55.000, em có mèo kem và mèo đen. Rồi chị là chốt con này lên cho em mã 55 kèm mèo kèm size, hoặc là kèm mèo kèm số ký, Thương sẽ bóc size okay, cho mấy chị nha. Ok chị Kim Dương Lê nha. Thương sẽ bóc size cho mấy chị. Rồi Thương có đen hoặc kem, kèm với nịt luôn nha mấy chị. Một đôi 36, một đôi 39 cho chị Phương Trương. Ok chị yêu. Chốt đôi dép đi, 50.000 hai đôi. Em nói thật sự với mấy chị, dép là combo hai đôi, mấy chị được chọn size nha mấy chị nha. Hai quần ngố size S, màu đen kem cho chị Hà Thu này. Ok chị yêu luôn. S còn đủ không ta? Cái còn đủ. Quần ngố thì S mới quần ngố là em thấy còn còn S á, còn đủ á. Quần ngố là đèn kia không? Mấy chị ừ. Ngố sẽ chồng thứ hai từ chỗ cái phòng qua. Cho chị xem dép đi Thương. Đây chị Mèo Thanh Tình ơi, dép đẹp đấy, em xả lỗ 50.000 hai đôi này chị, không có chọn mẫu nha chị yêu. Ừ. Nói hào hào đi. Thử. Nói hào hào đi. Không, không có chọn mẫu nha chị yêu ơi. Có 50.000 hai đôi vậy á, chị được phép chọn size. Chị quay tới đâu luôn à? Chị sắp chất lên chiếc giữa đi. Từ cái thông qua, đó chồng đó là ngố á. Chồng đó là ngố á. Ngố chị chất còn lượng size đi. Không, chị xếp cho size hết rồi. Không, có anh em quà tê im á, qua chị bán không biết gì bóc ra. Mẫu này chị ơi, nó nhiều mẫu lắm. 50.000 hai đôi. Nhiều mẫu lắm nè, để em la em dục xuống đây nè. Đó, 50.000 hai đôi. Em bán nhanh đó mấy chị, bán nhanh, bán lỗ, bán nhanh, nó thiệt luôn. Đây, đủ mẫu luôn chị yêu nha. Nhưng mà em không có cho chọn mẫu nha. Em không cho chọn mẫu. Có 5 đôi size, 2 đôi size bao nhiêu đó em Thương bóc cho nha. Rồi em lên đồ bộ nè, cổ này mấy chị yêu chờ đồ bộ dữ lắm nè. Bữa em về mà bán bị ẩn không mình rồi hả Nguyệt? Chị đẹp được mà. Quần mặc có size Ánh Nguyệt ơi, quần mặc có size. Ờ, cái quần là 65kg mà không vừa đúng không? Ờ, 65kg, size 2X, không vừa đâu, chị Ánh không vừa đâu. 65kg không vừa nha chị Mi Ngô. Mi Ngô chốt cho ai mà tới 65kg với ta. Mi Ngô chị nhớ số ký của Mi Ngô đâu có. Ờ, quần Thương mặc có size lớn luôn nha mấy chị. Chị Thương thấy em thanh sang nha. Chị Thương thấy em mà em chốt gì vậy thanh sang. Rồi dép á mấy chị, 55.000 hai đôi, em cho mấy chị chọn à. 50.000 hai đôi. 50.000 hai đôi. Có lên đồ bộ dạ chuẩn bị đăng lên này. Rồi chị. Bộ dây nè mấy chị yêu ơi. Form này form to, mặc cực kỳ sướng, 55.000 một bộ, em có đủ mèo cho mấy chị luôn nha. Form này form to, mặc đã lắm mấy chị ơi. Bộ này 55.000 lụa Latin, mặc ba sướng. Hôm này 60 số 2 kế mấy chị mặc được luôn á. Đẹp kinh hồn. Rồi em có đủ mèo cho mấy chị chọn. Em sẽ lên bảng mèo. Rồi 55.000 một bộ. Chốt em mèo nha mấy chị, mèo vàng nè. Em có mèo vàng, mèo đen. Có đầm dây không chị? Chị không có đầm dây Thảo ơi. Quần đang mặc giá 49.000 nha mấy chị. Quần đang mặc giá 49.000. Cho chị hai đôi, dạ ok chị. Ok được. Chị mặc thanh chị cứ nha. Chọn mèo. Nhưng mà nếu mà có thì em sẽ bóc cho chị, còn không có thì em sẽ bóc ngẫu nhiên. Chị Yến Hình. Chị Yến Hình lên nhà lấy. Bộ dây vàng nha chị Yến Hình. Bộ dây bà mặc được nha bà Phúc ơi. Bộ dây bà mặc được. Bộ dây này to mấy chị. Dây bà Phúc mặc được nha. Rồi em có đủ mèo cho mấy chị giống như Hình Thương Đăng luôn nha. Vàng, đen, xanh nè.
cho chị mèo đen nha em, chị thêm 2 đôi 3 bể mà có đen thì lấy 3 bể, không thì thôi. Đen hết okay. Không có đâu chị, đen giờ đen hết bể. Không có đủ 3 bể đâu. Nhưng mà để cho người ta có chọn nhiều không? Chọn mèo á, qua kia hết. Rồi mèo xanh, vậy là không có mèo đen sao 3 bể chị? Trời rồi. Đen hết 3 bể là không có chị. Vậy là qua kia không có 3 bể mèo đen. Rồi đen xanh vàng, vàng thương lăng mặt nha. Ô bộ này mặc đẹp lắm mấy chị. Dạ đúng rồi chị Yến Huỳnh. Còn sao không bữa sao tao bộ bữa ba mặc đó. Rồi để mặc mèo lên cho mấy chị thấy mèo luôn. Rồi bộ hay là mèo vàng cho em mát lê. Mèo vàng, bộ này không đẹp không lấy tiền. Không mát không lấy tiền mấy chị luôn. Bộ mèo vàng nè. Bộ mèo vàng cho em nha. Vàng đen xanh thôi chắc mặc bộ lên đắm mèo cho nhanh mấy chị hết. Không giờ nó lâu còn quần nữa là lai quần nó lâu nữa. Quần thương lan mạc 49.000 có đủ size luôn mấy chị. Chắc là u mì co giãn cực kỳ đã luôn nha. Bộ xanh cho chị Yến Hình. Dây vàng cho chị đẹp lắm mấy chị. Rồi 55.000 một bộ nha mấy chị. Form là to, rộng rãi, mặc bao sướng bao mát. Ngủ bao mát luôn. Mèo đen cho em nha, mèo đen. Chị Nguyễn tiếp ơi, chị Nguyễn tiếp ở đâu chị? Tiếp em ở đâu thì tiếp ơi. Bộ vàng cho chị Đỗ Phúc. Tiếp ở đâu? Tiếp ở đâu? Bữa nay Thương Tâm tiếp tỉnh nha. Tiếp tỉnh thì bôn dữ quá mấy chị. Bộ vàng cho chị Đỗ Phúc. Má bôn về cả đóng toàn là Thương dịch không hề. Khổ ghê á. Mà Thương chưa khui. Bộ vàng cho chị Phạm Người á. Cho trưa nay Thương la dép. Khả dép á. Rồi bộ mèo đâu? Bộ đẹp lắm phải. Bộ đẹp lắm luôn. Cả lắm. Em có dép nha Thơ. Dép chị còn nhiều lắm nè. Dép bây giờ chốt bao nhiêu cũng còn luôn á. À 2 đô đen size 36 đi. Rồi bộ Thương đang cầm nè, 55.000 một bộ, bao đẹp cho mấy chị. Phan Thị Thơ nha. Mèo nâu nha. Mèo nâu. Chưa có bộ mèo đỏ ấy. À có rồi. Mèo nâu. Mèo hồng. Hồng có 2 bộ. Vàng xanh cho chị Đức Sang. 55k một bộ nha mấy chị. 55.000 một bộ, size 60 xuống 2 kg có chị mặc được luôn á. Mèo hồng. Mèo nâu. Rồi mèo đỏ. Hôm nay em mặc vừa nha mấy ơi. Hôm nay mày mặc vừa thoải mái nha em. La dép lại đi cô hả? Dép bây giờ là cô bán xả lỗ là 50.000 hai đôi, không có chọn màu nha, không có chọn mẫu nha em. Rào lên cho em nè, bộ đỏ nè, bộ xanh cho chị Đỗ Phúc. Rồi em có mèo đỏ nha. Mấy chị chốt rồi đừng chốt lại nha. Em có mèo xanh Thương đang mặc nha, mèo đen. Hôm bao nhiêu ký mặc vừa? Hôm 60 số 2 ký đó lại ạ. Hồng dùng đó nha chị Phát Lê. Ok chị. Tiếp tỉnh bôn, chị cũng bị bôn quát rồi luôn. Kèm mà... size cho em đi chị Hương Toàn ơi. Chị bị bôn về quát rồi luôn, nên về rồi chắc quần đang mặc 49k size 2 tạm thời bán huyện chứ không quần đang mặc hình như đâu có 2 x đâu đúng không? Quần đang mặc có XL. Có ML, XL. Quần đang mặc có XL mấy chị, quần đang mặc thương mặc M á. Chị Nguyễn Tiếp ở chợ quán. Chị chốt đơn combo kèm size, kèm số điện thoại giúp em cho chị Nguyễn Tiếp nha. Tiếp chốt dép size gì lên dép có size nha. Form này số 2 kg mặc vừa mấy chị yêu ơi. Ok rồi. Chị mặc thanh tình. Mèo hồng. Dây đen dây vàng cho chị Nguyễn Diệu Loan. Chị Yên Hữu. Không, để nhanh chóng, like đấy. Có tiền chị chứ. Rồi có bao nhiêu mèo đó nha mấy chị. Hồng nè, vàng nè, nâu nè, đen nè, đỏ nè. Và xanh Thương đang mặc. Bộ này đẹp lắm. Chưa đi đơn em Mạnh Nguyễn ơi. Em có lấy máy đầu dép vô cho chị. Không, cứ người em quên mất nè. Xanh hai dây đỏ cho chị Võ Nhị. Là hai đỏ cho tao chị Võ Nhị á. Rồi hai đỏ xanh, một xanh dây xanh và hai dây đỏ. Đầu Võ Nhị yên đâu. Rồi tâm băng đen đỏ cho em tâm băng yên một phiếu ha, yên một phiếu bỏ vô con. Quần rộng nhiều không chị, quần rộng em xuyên ơi. Cái này chị mặc thoải mái, nói chung là form này to. Hiếm lên mới có bộ này form to. Hồng gen vỏ sen. Hồng cho vỏ sen. Dây vàng cho vỏ nhị. Đưa bộ hồng đi. Hồng có 2 bộ nha, hồng có 2 bộ. Này cho vô nâu. Dây vàng cho vỏ nhị. Em gái dí gửi tìm kem đánh răng với lấy giùm luôn. Dạ ok chị Long Trần. 2 bộ xanh và 2 bộ xanh, 1 bộ hồng cho Diệp Thị Diệp Hinh. Hết rồi chị lấy 3 bộ. À hết hồng rồi chị ơi. Anh này lấy cái này cho này. Hồng cho nó. Rồi 2 bộ mèo xanh với 1 bộ mèo hồng cho chị nha.
đổ phốt lát bộ đỏ nữa, ok bộ đổ phốt. Cho em một bộ màu vàng, ok em hình mi. Cho em một quần chị mặc, quần chị mặc có size cho mi, ok mi. Em có rồi nha Diệu Loan, quần đang mặc không có size 2X quá chị ơi. Mèo đỏ cho bà Nguyễn Nhi Nhi. Quần tay 79 ngàn một quần, giờ chứ chị sẽ lên quần tay nha em. Ngọc Sương em lên số điện thoại địa chỉ dùm Thương nghe. Ngọc Sương lên số điện thoại địa chỉ để Thương coi thử địa chỉ có ship được không nha, do đang dịch đó Ngọc Sương. Quần tay chị đang có rồi, chờ chị xíu chị lên cho. Chị lên mã này xong rồi chị lên quần tay. Từ từ em lên từng mã nha mấy chị. Rồi em có bộ xanh nè, bộ vàng nè, bộ đỏ nè, bộ nâu nè, 55 nghìn một bộ. Nguyễn Nhi lên cho em xin số điện thoại nha. Một bộ mèo vàng 2 dây chị Mai cấp vỏ lên số điện thoại địa chỉ mấy chị. Nhi lên nhà lấy. Ngọc Sương chưa lên nè, Mai cấp vỏ chưa lên nè. Chị hết kem body mất nè. Một đôi dép, ok cái hướng toàn. Em in rồi. Chị Mai chút vỏ lên cho em xin số điện thoại nha. Rồi má chị mờ hẹn lên nhà lấy là ngày mai em làm đơn xong là má chị lên lấy giùm Thương nha. Chị để lâu chị quá. Đức Khang còn một bộ nâu hết hồng nha chị. Ở đâu vậy Sương? Ở đâu vậy? Ở trong tỉnh Bình Định này Thương gửi nha. Ở chỗ rồi, quán okay. Ngọc Sương. Hồng nâu chị Đức Khang để có rồi, nếu chị chút thêm lên thêm nha chị Đức. Ngọc Sương là Đức Khang một nâu một xanh cho chị Đức Ngọc Sương này. Đem nè. Ờ ok, ok mi. Nâu nè, ok có em. Ít lên mấy chị gần hết rồi. Em đủ 3 bộ nha em. Em đủ 3 bộ nha Thị Diệp Hân. Em đủ 3 bộ nha. Đỏ, vàng. Hello Hệ Đặng. Rồi em có máy mèo đó nha mấy chị yêu ơi. Máy mèo đó nha. Rồi chốt đi, em qua mẫu. Chị Mai trúc vỏ chị ở đâu rồi chị? Chị Mai trúc vỏ đâu? Quần đang mặc chị chắc chỗ đây nè mấy. Đang mặc chỗ đây nè. Để đó chút nữa bút cho cũng được. Để chị sửa bút sai. Mi á, phần mi và tay đi. Phần mi XL. Mai trúc vỏ ở đâu vậy Mai trúc vỏ? Bộ đang mặc màu xanh chứ Hề Đặn. Không, Thương có hậu dây này không hiểu cô ơi. Để có một cái chị đang chút rồi đang mặc ở bên chút. Không có. Xa 2X không có. Mai trúc vỏ ở đâu? Một bộ đang mặc cho chị Huệ Đạn. Chị Hòn Thiên Nguyễn nè, quần đang mặc size 10. Đang mặc size 10. 55 nghìn một bộ nha bà ơi. 55 nghìn một bộ không. Hàng này free size, không có size nha. Chị Yên Khê chị ở đâu chị ơi? Em không ship tỉnh nha. Hiện tại đang dịch em không biết tỉnh. Chị ship mới á. Mấy chị kèm một... theo cái tỉnh giúp em nha. Một số tỉnh lên em coi thử kia có ship được không. Chứ mấy chị tới cứ muốn bom hàng cứ dựa vô lý do dịch. Mấy chút bỏ trong khi đó em nói thật là bưu điện nó nói là đưa tới tặng tê rồi mà không chịu nhận. Ok chị Mai chút bỏ nha. Chị Mai chút bỏ. Ok. Bỏ là một bộ bồng sơn vàng 2 dây nè. Không. Em qua mẫu em hôm bữa Akumbo Rip em còn mấy cái này nè. Bữa Akumbo Rip em còn mấy kiểu này chị yêu là chốt hay chốt rồi em qua mẫu luôn. Rồi em có áo tay phòng trắng nè, em còn tay phòng trắng nè. Bữa thấy mấy chị nhận hàng xong còn hỏi nhiều lắm nè. Tay phòng trắng nha, em còn tay phòng trắng 49.000 một quần một áo. Em còn tay phòng trắng 3 áo nè. Tay phòng trắng, chị Yên Khê ở đâu á chị yêu ơi? Rồi áo này em còn mèo đỏ nè. Mèo đỏ áo khoét y như là áo trà xanh của Hải Tú á. Khoét đỏ. Mấy kg mặc vừa em hỏi cái nào gì Nguyệt ơi? Em hỏi cái gì vậy? Khoét đỏ cho em nha. Rồi áo cam rộng 35.000 nè. Quần chị Thương đang mặc là 49.000. Còn bộ lụa 2 dây nha Thi Thi ơi. Quần chị đang mặc là 49.000. À, quần tay Thương má đang lên là 79.000 một quần nha, chuẩn bị Thương lên nha. Áo cam 35.000. Nóng quá, Thương không muốn mặc thử luôn mấy chị, nóng quá. Áo chị mới lên đó. Đen gì vậy chị Đức Khang? Áo chị mới lên thì form nó free size em, hàng Thương là hàng Thương vô ký. Yên Khê là con này form 55kg đó lại. Ok chị Yên Khê nha. Con này 55kg đó lại. Hồng vàng đỏ nâu. Dạ chị Yên Khê còn vàng đỏ nâu hết hồng cho chị Yên Khê nha.
tóc không luôn. Chị Đức Khang, chị lấy thêm bộ đen hả chị? Bộ hai dây thương vẫn còn. Rồi cái này mặc dưỡng da 3 mét mua 30.000. Áo xanh 30. Áo có cổ 49.000 nha. Áo cổ 49.000. Áo cà xanh Hải Tú không còn màu kem nữa nè. Cà xanh Hải Tú không còn màu kem nữa nè. Làm lên quần tay nha, 79.000 một quần. Bộ dây thương vẫn còn đủ mèo luôn nha mấy chị. Bộ dây thương vẫn còn đủ mèo. À hồi để có 3, 4 mèo mấy đứa nó chặn rồi, tôi chưa bắt luôn chứ. Để bắt bỏ ra cho nó để luôn. Bắt cho nó 3 bộ nâu xanh vàng chị. Nâu xanh vàng. Có bút lông đó. Nằm lên tôi bỏ riêng ra đây. Bỏ vô và đóng mai cho chị nhớ. Cái điện lửa bán hết luôn. Xuống nhà lái phải tranh thủ xuống nha mấy chị. Ngày mai nè, tay phòng mặc đẹp lắm em. Dạ đúng rồi, cái mẫu tay phòng nó đẹp lắm. Mà đủ phúc, con bà mặc được chứ bà mặc không được nha. Dạ ok chị, ok em Thành My nha. Tay phòng mặc đẹp đúng chị Đức Khang. Cái hàng đó nhận về mấy đứa nó gọi nó lấy thêm quá trời. Tay phòng với cái áo trà xanh Tú á. Giờ bán ship lên 10.000 đi chạy xuống xa lát mà. Rồi biết chừng là mấy chị xuống. Em ớn vậy chứ không ớn gì hết đó. Em nói thật, em không ớn thì ớn là mấy chị hạng quà mà em không thấy xuống chứ còn. Thêm đang bội cho chị Đức Khang. Phòng trắng cho Đỗ Phúc. Đùi đen không có cho 7kg à. Phòng trắng cho chị Đỗ Phúc. Màu rất xa động. Ta 38 màu đen kem nha. Ok chị Nguyễn Tiếp. Con mèo em sẽ bóc cho chị nha. Cái gì vậy? Hả? Cái nhỏ bộ em vẫn còn đủ mèo nha mấy chị. Bộ em vẫn còn đủ mèo. Hiện tại bộ em còn nâu, xanh, đen, vàng, đỏ. Áo nâu. Áo nâu cho chị Vinh sửa máy. Con mặc chị đổ thích á. Ờ. Áo tắm cái phòng cho nó. Ừ, đi trước rồi. Quần tay được rồi, về đẹp ghê mấy chị ơi. Ok chị Đỗ Phúc nha. Áo nâu cho chị Vinh sửa máy. Kẹo thích bạ size L lên á. Con này em mặc size 10. Con này em mặc size 10 mình để cho em quốc size L kệ cha nó quốc luôn. Lưng siêu cao nha mấy chị. Kiếm dáng của em bách ghi thiệt đẹp luôn á. Hả? Mày kiếm lâu chờ đẹp. Sợ mấy chị chờ lâu. Kiếm lâu sợ mấy chị chờ lâu bóc size nào quật size nấy. Cho mấy chị chủ yếu là nhìn cái form quần là được nha. Nhưng mà mặc đúng size lên form nhìn mới đẹp chứ. Rào mã mà em có đem qua mèo bò. Mẹ là kêu mèo bò đây. Kèm size giùm Thương nha mấy chị. Con này Thương mặc size M á. Ta đang mặc size L nè. Chị nào ngang ký Thương thì chốt qua L cũng được. Giang Bích Ghi quần tay 79.000 đủ size nha mấy chị luôn nha. Chị đủ chị... 4 bộ không? Dạ chắc đủ chị Đức Khang. Thấy in có miếng phiếu nè. Có chị Đức Khang đủ đó. Rào chị nào mà thích rộng thì mặc chốt size L giống Thương do mặc có quần trăm rồi nha mấy chị phòng. Với lại dáng của nó là Giang Bích Ghi. Quần của nó là lưng siêu cao hết mấy chị yêu. Rào mã này chốt cho em là mã số mã nhiêu ta, mã 1 đi. Mã 1 em có mèo bò với lại mèo đen nha mấy chị. Đây phong quần Thương mặc đây siêu đẹp cho mấy chị luôn. Lai khuy nha mấy chị. Hả? Lai khuy luôn hả? Ấy là lai khuy riêng luôn á. Em cũng có lại khuy chứ không có khuy đây để tôi dúng y như chị mặc hết. Có size 58 ký không? Có size 58 có luôn rồi nha. XL 58 cái mấy chị chốt XL đi. Đó. Rồi mèo mã là chốt em mã 1. Em có mèo đen với này mèo bò nha. Em có mèo đen với mèo bò. Chị xếp theo size sẵn rồi. Để đẹp chị bắt nha. Rồi mấy chị chốt mã 1 cho mấy chị. Rồi mã 1 kèm mèo kèm size giùm Thương nha. Mã số 1 kèm dây nịt luôn nha mấy chị. Có size không? Có size nha mấy chị nha. Có size. Quần Thương đang mặc có size nha. Rồi mã này chốt cho em mã 1 nè. Mã 1 kèm mèo kèm cân nặng giúp em nha. Mã 1 kèm nha, kèm mèo kèm cân nặng. Mã 1 kèm nè, rồi lên cho em mã này mã 1. Kèm mèo kèm cân nặng, dáng của nó là dáng bách ghi, lưng của nó là siêu cao nha, thương mặt mẫu nè. Lưng siêu cao.
Rồi chốt em mã 1. Mã 1 kèm mèo dùm Hương nha. Mèo đen với lại mèo mèo quần có size chị Hoa Đỗ ơi, có XL không? Có XL. Dạ có, mấy chị cứ kèm cân nặng đi, bên em bóc size cho. Còn mấy chị muốn chốt XL, mấy chị có chốt XL có size thương bóc cho nè. Khỏi mấy công phải hỏi qua hỏi lại. Có size thương bóc chưa? Rồi quần Thương đang mặc SML XL nha mấy chị. Quần mã là chốt em mã 1, mèo đen hạt mèo bò. Mèo đen hạt mèo bò. Chị đổ SML XL. Áo phòng khánh cho chị Bích Phượng. Mấy chị có chốt mã 1 kèm mèo. Rồi mã 1 kèm mèo kèm size dùm Thương nha. Đây là mã 1. Mã 1 kèm mèo kèm size. Mã 1 bò nem 8kg cho chị Thao Trần. 8kg là XL. Đó, mấy chị cứ kèm cân nặng hay là kèm size vậy á, là bên em bóc cho. Mấy chị khỏi hỏi, ừ mặc size gì, mặc size gì nó khó. XL 2 mèo cho chị Trinh Lê. Mã này có 2 x nè. Kinh hồ ra 1 chiếc đồ hả chị? Hạ xuống nữa đi. Hả? Cái nhiệt đâu? À đó, đường đó. Rồi mã Thương đang mang là mã 1 nha mấy chị. Siêu đẹp 79.000 nha. Rất bị chai nước không trai? Chắc xuống 14 độ. Ta chạy một chai luôn nha. Cho cô My một chai luôn. Bò đuổi hả chạy, chờ em xíu. Lông siêu cao luôn nha mấy chị. Giá của đây Giang Bích Ghi. Mã 1. Rồi chị nào lấy mã 1, chút mã 1 kèm cân nặng giúp em lên bóc size cho nha. Em lên mã 2. Cho em một chiếc nam số 2kg cho chị Võ Nhị. Chiếc nam số 2kg chị. Ok chị Võ Nhị nha. Thủ máy gì cũng được mà con. Thế rồi ai chốt mã 1 đó không, em qua mã nha. Mã 1 mặc thiệt đẹp luôn. Em qua mã 2 cho mấy chị nha. 79.000 một quần. Đẹp kinh hồn luôn á. Đẹp luôn. Toàn là lưng siêu cao không mày mấy chị. Đẹp. Quá đẹp luôn, quá đỉnh luôn mấy chị ơi. Con này có hai hộp nút gà nữa nha. Con chưa có cui. Rồi con này chốt cho em là mã 22 đi. Tại do cái mạc nó đánh số 22 rồi. Ồ, mà nóng quá chứ. Mã 22 em cũng có 3 mèo. Mấy đứa đùi nhỏ chị mặc đẹp nữa. Rồi mã này chốt em là mã số 22. Lông siêu cao luôn mấy chị ơi. Đẹp, quá đỉnh. Quần tay của em có. Rồi mã này mã 22 cho em nha. 79.000 một quần. Nhìn cái lông nó đẹp ghê mấy chị ơi. Có hai hộp mút vải thôi chứ. Lông siêu cao. Rồi lên cho em mã số này là mã số 22 nha. Ồ, dài mình còn bộ dây cho chị Bảo Ngân. Bộ dây còn đủ mèo luôn ạ. À. Bộ dây còn đủ mèo em. Rồi mã số 22. Em có mèo đen nha. Mã 22 em có mèo đen như em đang mặc nè. Có mèo bò. Đây mã 79.000 một quần. Mặc đẹp quá trời quá đất luôn á chị. Lưng cao hết. Mấy chị mặc được đi làm hay mặc cái áo từ laptop rồi cũng rất là đẹp. Này là có hai hộp nút vải này để em đưa mèo đen nó khó thấy nè. Rồi mèo bò cho em, mã 22 bò kèm size. Mã 22 bò kèm size cho Thương nha. Đó. Quần dáng Thương mặc đây. Em chào chị Nguyễn Mã 22 nha. Kèm size kèm coi là bộ dây rồi, đợi em tí xíu nha chị Lê Hằng. Mặc cái đùi quà xuống 17 độ rồi kìa. Sao nó hầm dữ ta? Mà nó hầm nó nắng sao mồ hôi quẳng đổ.
có quần tây đen chín tấc không chị? Quần ở quần chín tấc hết mà em. Quần đen mặc toàn bộ quần chín tấc mới chị. Bữa nay người ta ít mê dài đấy. 55 cao một buổi chị bảo ngon. Quần tay bữa nay người ta mê chín tấc hết đó mấy chị. Đây nè, thương mặt chín tấc nè. Bữa nay người ta không có mê dài đâu, vừa ta mới cá nó mới đẹp. Bộ dây đây em ơi, 55.000. 55.000 một bộ nha. Bộ dây còn đủ mèo. 22 bò sample cho chị Hoàng Thiên Nguyễn. Vàng. Kem mèo cho anh mấy chị. Có cả bò rồi. Đen đỏ xanh nha. Bộ dây còn đủ mèo, 55.000 một bộ. Rồi mèo bò, em có mèo bò với mèo xám nữa nha. Mã 22 là có size 2XL luôn á mấy chị. Mã 22 em có size SML 2XL. Mã 22 thương có size SML, XL và 2XL nha. Kèm size giùm thương ạ. Rồi mã số 22 cho thương nè. Em có 3 mèo. Kèm mèo giúp em với chị Nguyễn Thao ơi. Thao lấy mèo gì em ơi? Chị cầm vỏ lên cho em xin số điện thoại. Chị đâu á chị yêu ơi? Rồi mã 22 cho em nha. Đẹp ghê em á chị yêu. Mã 22 em có 3 màu nha. 79 ngàn một quần. Em nói thật sự có quần tay nào mà chị mua được 79 ngàn. Em nói thật sự luôn á chị ơi. 22 kèm mèo tiền tay tiền may bình thường mình, bình thường mình đi may một cái quần tay, cái tiền công của nó bữa nay bao nhiêu rồi ta? Bình thường mình may cái từng công quần mắc hết nhiêu rồi á. Một bò xé cho chị đồng lâu quá em không may quần em không biết á. Nhưng mà em nhớ là hầu từng giả từng mi lên 200 mấy ngàn luôn. Mẫu mới mẫu đây mẫu thứ hai chị à. Mới mẫu thứ hai em yêu ơi. Rồi mã số 22 dùm thương mấy chị yêu ơi, đẹp lắm nè. Mã 22 đen 2XL cho chị Nguyễn Thao. Rồi em có size SML, XL, 2XL nha. Lưng nó siêu ca luôn. Nè áo khoét lỗ ở trước chạy còn mèo nào khác chạy, con mèo đỏ không em ơi? Áo khoét lỗ nhưng con mèo đỏ không em? Rồi quần thương đen mặt mã 22 có 3 mèo đen bò và xám. Mèo đẹp quá. Lờ chị thấy bao nhiêu? 54 ký không lờ đấy. Lờ luôn. Chị đang mặc lờ này. Mã 22 đen cho chị Hoa Kim. Lùm cái đen lờ. Chị xếp một cái đen là gì nhỉ? Màu xám. Có màu xám đi. Có màu xám thôi mấy chị. Rồi mã quần thương đang mặc là mã 22 thương có 3 màu. Mã 22 thương có 3 màu nha. Rồi chốt thương mã 22 3 màu. Bò này, xám và đen thương đang mặc. Lông siêu cao. Mã 22 đen xe ít trên đời. Có 2 người ấm quải nữa nha. Đó. Rồi mã số 22 cho em nha. Lên cho em mã 22. Đẹp chưa? Quá đẹp không? Mấy dài mà đi làm quá đỉnh luôn. Chị cầm vỏ lên cho em xin số điện thoại chị. Cầm vỏ với cầm vỏ có đây chung ngát vỏ rồi. Mã 22 CS cho chị cầm vỏ. Mã 22 79.000 đủ size 3 mèo. Mấy chị chốt kèm mèo giùm thương nha mấy chị. Cho khỏi lộn nha. 22 kèm mèo kèm size nha mấy chị. Chốt nhanh để hết size mấy chị không? Đẹp chưa? Bò nè. 22 đen xanh mèo bên ngoài nó đẹp cho chị Trang Nguyễn. Cái mèo bên ngoài nó đẹp cực luôn với chị. Mà ba cái mèo này nó đẹp nữa chứ. Chị đang cầm đen xa gì chị? Đen gì đang mặc xa lờ. Đen gì đang mặc xa lờ ấy. Cho chị chị Trang Nguyễn này. Được được Nguyệt ơi. Số 4 ký rồi mà xa gì chị? À nó còn mèo xếp 4 ký hay hãy cái em hãy. Xếp 4 ký mà gọn hơn không chứ sợ xếp 4 ký. À không, phút mặt không dừa. Chị phút mặt không bôn rồi nha. Phút mặt không dừa. Áo đỏ nha em. Hết rồi da còn mày đỏ không em? Số 3 ký chứ cũng không vừa đâu luôn. Số 3 ký không vừa luôn á chị. Ừ. Chắc form form 2 x tầm 60-62 ký á. Màu xám điểm trên lời cho chị học Lý Thị Bích. Mã kèm mèo kèm size rồi em bóc cho. Còn mình một lần thôi là em thấy chị nào hết size thì em báo. Chị Úc Đỗ nè. Mã 22 đủ size đủ mèo cho chị Úc Đỗ.
Ủa sai đúng mèo, ba mèo không? Ba sai đúng không? Bốn luôn hả? Mã 22, chị là chốt mã 22 lên em, mã 22. Chị Phương Lý thon gần một ta, nó có 2X á. 2X là số 2, chị là L. Rồi áo đẹp xanh Hạ Tú. Em còn mèo đỏ, chị là mặt mã là chú em đã khép đỏ 49.000 nha. Mặt dài cho đẹp. Quần tay đẹp quá mấy chị ơi. 79.000 một quần. Quần tay 79.000 một quần, mã số 22 có 3 màu ạ. À. Áo chị đang mặc 49.000 hết da rồi em yêu ơi. Ok chị nhã đậy. Áo chị đang mặc hết da rồi. Ok chị nhã đậy có nha. Áo chị đang mặc còn màu đỏ thôi à. Rồi mã 22. Ok chị Bảo Ngân nè, 3 bộ 3 mèo trừ màu đỏ nè. 60kg. 60kg cho chị phát lên được không? Cho có mấy như chị một đơn mà bữa chị... đẻ đây mà em chưa xả nè, bữa ngày 25 hay xéo là chị phát lên 60kg. Phát lên được, phát lên. Ok chị phát lên này size 2X. Có 2X còn có. Dạ. Còn bộ đồ lỏng không chị? Hiện tại hết chị Mai Hình ơi, em hết bộ lỏng, em còn bộ đùi. Rồi ai chốt mã 22 đâu, em qua mẫu với chị. Mã 22 cái mèo này cũng đẹp nè, mà xám này quá đẹp luôn nè mấy chị ơi. Con mèo xám này siêu đẹp luôn nè. Đó, nói chung là ba mèo, mèo nào cũng đẹp. Mã 22 màu đen em hết xe ép hết tiêu rồi chị Hà Nguyễn ơi. Rồi lên em, mã 22 kèm mèo, kèm size. Áo thương đang mặc 49.000. Hoa tầm. Áo thương đang mặc 49.000. Chị hoa tầm lên trên xin số điện thoại nha. Quần tay không coi giãn nè bạn ơi. Quần tay không coi giãn nhưng mà ngồi lên ngồi xuống cực kỳ thoải mái nha. Có chị Bảo Ngân em chốt rồi nha. Ủa nó đem lên có một trái nước rồi em. Có rồi, em có rồi. Chị để hai mèo, để hai dây màu đỏ hả? Chị Ngọc Thánh. Có đỏ rồi. Hai áo màu đỏ 49. Thử. Nó ghi Ngọc Thánh là chốt em hai áo màu đỏ 49 à. Sao? Em má đẹp con mình ở dưới, ở trên. Còn không chị? Còn á. Còn 4 cái. Ok chị Nhật Thánh nha. Rồi mã 22 có xe SML XL 2X luôn nha mấy chị. Rồi em qua mã nha. Chị nào em xin số điện thoại, mấy chị lên số điện thoại để em chúc đơn nha. Chờ chị xíu, chị lên cho chờ xíu chị qua quần tay. 22 xám. Nó còn có 2, có 2 mã quần tay nữa thôi thì chị qua đồ bộ cho nha. Còn có 2 mã quần tay nữa ha. 22 xám xin rồi cho chị Ruby. Quần bên em phôn chín tắc đẹp luôn á. Quần có coi giãn không chị? Không, quần tay giả tay. Quần tay không coi giãn nha mấy chị. Ok, quần tay mặt không coi giãn nó mới đẹp chứ mấy chị. Không là chốt cái gì ta. Rồi mã 22, chị đã chốt mã 22, Thương đang mặc lên mã 22. Áo chị đang mặc hết màu trắng rồi không? Áo chị đang mặc hết trắng còn mũi đỏ. Áo chị Thương đang mặc hết trắng rồi nha chị Hoa Trâm nha. Của chị là mã 22 màu đen. 48.9kg nè. Ok chị gái. Quần em nói thật với chị là mua mà được giá 79.000. Quần em nói thật với chị luôn á, mấy chị yêu quá. Đẹp dã man luôn nè. Để chị đổ phúc hai quần. Chị Hoan Lê mã 22 lên 7 kg màu xám. Quần này là kho kéo rồi phía sau mấy chị. 57kg hả? XL mấy XL. Quần phôm mặt đẹp dã man. Em hết size rồi chị Ngọc Khánh ơi. Mã 22. Quần này nó có kho kéo em hết size. Chắc chị mặc em bưng lên tí hết size rồi. Rồi. Cái này để chị kêu chị mặc size gì vậy? Không em mặc. Cái mặc nó quần ở trong mình treo trang. Chị mặc L nó để cho ai á? Ừ, có gì để. Áo tây phòng em còn màu trắng nha. Rồi mã quần này chốt cho em là mã số 3 đi. Ok chị Đỗ Phúc để em chốt với chị. Rồi mã này chốt em là mã 3 nha. Quần mặc đẹp quá mấy chị ơi. Thiệt luôn, 79.000. Đây đâu có gì đâu mà. Phía sau nó có dây kéo nha. Quần bữa nay người ta mê phôn chín tắc đó mấy chị. Nó mới đẹp.
XL XL. Quần này thì có size XL XL nha. Áo dây hả? Áo dây nào ta? Lấy cái mã 22 1 viên 16 1 viên lâu đúng không chị? Úc đổ. Ok chị Úc đổ nha. Rồi mã 3 em có hai màu. Mã 3 đẹp kinh khủng luôn mấy chị ơi. Nè, có dây kép hạt dưa phía sau nha. Siêu đẹp. Rồi mã 3 em có hai màu nha. Mã 3. Mã 3 em có hai màu ạ. Quần này thương mặt thịt cũng rất là mấy chị. Lưng cao đẹp. Form quần tiến tóc. Lưng cao. Áo dây chị thương mặc đầu lai hả? Không có hay đâu. Rồi ai chốt mã thương đang mặc là mã số 3. Mã 3 thương có hai màu ạ. Mã 3. Đây là mã 3. Rồi mã 3 nha. Mã số 3 thương có hai màu. Mã 3 để chị coi. Mã 3. Mã 3 màu đen 51kg cho củ lon. 51kg vũ lon cái khuôn nó mặc S. Em mặc S hay M giờ vũ lon? 51kg em mặc S hay M? Màu đen cho trầm vỏ nè. Màu đen sẽ S cho trầm vỏ. Đốt M cho vũ lon đi. Trầm vỏ. Đi nữa. Vũ lon cho M đi. Rồi, mã thương đang mặc là mã số 3 nha mấy chị. Mã 3. Mã 3 màu đen xa lời cho Phúc Hình. Mã 3 màu đen xa lời. Rồi lấy mờ cho em rồi nha. Mã 3 màu vàng 58kg cho Phạm Nguyệt. 58kg xa lời Phạm Nguyệt. Rồi ai chốt không mấy chị ơi. Mã số 3 cho Thương nha. Quần mặc siêu đẹp luôn mấy chị. Lưng cao nha. Lưng cao dáng quần quá đỉnh luôn á. Rồi mã số 3 cho Thương yêu mấy chị. Con này chốt cho em là mã số 3 nè. Từ trùng đồng vô nhà bà có chốt mà không? Trùng đồng vô tôi không có chốt. Nhà bà qua nhà tôi đi đường Bè Sim được mà bà Phúc. Đi đường Sơn Trà đó. Sơn Trà có dốc sổ xuống á. Chị chị nghe trên mình người ta nói bắt vợ chị. Do nó không có chốt là mình chỉ thế làm sao. Rồi chốt cho em mã số 3. Mã 3 mèo bò em vừa không có. Có sai XL không Nguyễn Thao ơi. Áo 58kg mặc vừa vô tư Phạm Nguyệt. Áo này coi giãn mà. Áo này coi giãn 4 chiều mà. Hàng thun Boris coi giãn 4 chiều mà. Nè, lái đi. Còn con duy nhất luôn á. Còn không sao đổ dữ chăng. Ghét nhất luôn. Rồi ai lấy mã 3 đưa mặt lên mã 3. Ok, mã 3 mèo bò cho Nguyễn Thao. Nguyễn Thao mèo bò. Rồi ai lên mã 3, chú em mã 3 nha. Mã này là mã số 3 nè. Từ từ. Cái gì cột lại? Cột lại cái nó hợp ít xài lộn. Cột lại để tăng. Ok, lấy cái lời cho em rồi á. Mã số 3. Rồi em để xuống đó nha chị, Phạm Nguyệt. Cảm ơn mã số 4. Mã số 4 là kho sườn bên hông. Ôi nó đẹp quá. Sợ luôn mấy chị yêu. Con này là kho kéo. Phía sau con này là kho sườn bên hông. Đồ ngủ số 2kg không? Có đồ dai nha chị.
Đồ ngủ dây á hả? Mẹ đang nói like có điệp lắm. Không, nó dính vô luôn mà. Nó khui. À đây, con có kéo đi xem. Con đây là kho kéo bánh không? Rồi, siêu đẹp. Rồi mã này cho em mã số 4 nha mấy chị. Mã 4. Mã 4 luôn đẹp quá nè. Rồi mã 4 em có mèo đen với lại mèo bò. Để rút cái mèo bò cho mấy chị dễ thấy. Không biết gì, lấy gì đưa thử nha. Đào kim. Đó. Chị đủ phúc á. Sao chị không biết đường. Ba bò XL. Ba bò XM cho chị Ruby. Rồi mã 4 em có 3 mèo. Ờ, 79 đúng không chị? 79k một quần nha chị có dạy. Được đem chị gọi chị. Không mình chịu luôn. Trước mua mấy cái mà chưa phải khớp gì thay gì nữa ấy. Rồi mã này là mã số 4 cho em nè. Mã em thương đang mặc nè. Do mặc mèo đen mấy chị không thấy mẫu. Đây, đẹp chưa? Rồi con này chốt cho em là mã số 4 nha. Mã số 4 em có bò, kem và đen. Nó có size 2X luôn á. Ừ, ngố có size 8kg không? Có. Dạ có cho chị Ngôn Hoài Hảo. Bộ dây giống như bữa Thảo mua rồi không ta? Bộ dây giống bữa chị có like một bữa rồi á. Thiếu hàng chị về thêm á. Rồi em có 3 màu nha. Mã số 4 cho em nha. Mã 4 cũng có 3 màu. Trời ơi sao mà nó nọc dữ vậy mi. Không hiểu nổi luôn á. Mình bể lắm rồi. Mình bể độ rồi chứ quá. Mã 4 kem 2X. Có không được quà là không mát nữa. Có. Mã 4 kem 2X cho chị Nguyễn Thao. Mã 4 kem 2X nè. Rồi lên cho em mã 4 nha. Mã 4 đen 47kg cho chị Hồng Thả. 47kg sẽ ép. Dạ. Mã 4 màu đen bao nhiêu ký chứ Quỳnh Nguyên ơi? Mã 4 size L cho chị Trang Nguyễn. 4 size L cho Trang Nguyễn. Đồ Trang Nguyễn đủ đủ size ha. Đủ. 4 đủ. Đủ mèo đủ size luôn á chị. Rồi bắt luôn đi rồi em cũng chị kêu thờ. Ok chị út đổ. Bò đó mấy sợi? Ờ 2X. Dạ. 1X. L. M. M. Có S không? Chị đang cầm. M. Mấy mẹ đẹp quá. Ý mẹ luôn. X, L. Kem có X, L. X, L. 2X. Có 2 size. Mèo kem có 2 size. Ok, chị okay. Út gỗ này. Mã 462kg, 2X cho chị Phương Ly và Trương. Mè dày dày, mèo kem. Mèo kem 2X cho chị Phương Ly nè. Dạ. 79.000 một quần nha. Hà Nguyễn mã 4. Hà Nguyễn ở đâu vậy Hà Nguyễn ơi? Lên số họ dưới nè. Cái địa chỉ để Thương coi thử nha. Mà ai Nguyễn cũng vậy nha. Chị Phúc Huỳnh. Xa lờ cho Phúc Huỳnh, xa lờ còn cái chị đang mặc. 79.000 một bộ, một quần Thương đang mặc mấy chị ơi. Quyên Quyên ở đâu vậy em ơi? Tại do bữa nay dịch nên Thương hỏi ngố 55.000 nha. 55k. Kem em lấy hết chị. Tại kem em lấy hết. Kem có mấy người này? Rồi lên em mã 4, em còn bò dưới đây em ạ. Bữa nay nó mới về được 4 mẫu mấy chị, còn một bao nữa, nó về còn một lúc rồi sao không điện. Nó về được có một bao. Mà một bao chắc mai tới nữa đó. Quần tay á, Thương đang nhiều mẫu. Mà 4 đen về là 4 mẫu nha. Công ty okay. Mẹ ăn phá. Sa lờ mã 4 hết nè. Sa lờ mã 4 cho ai mà chị in ra tay nè. Hết lờ rồi. Hết lờ rồi, chơi cho chị Trang Nguyễn. S1. Quần quả như chị. Bọt quả tay với em, phải để men quần tay á. Màu đen đem 7kg còn không? Đem 7kg còn nè. Cho chị Hong lên. Ok. Đem 7kg lấy cái lờ đi. Miếng giấy cho miếng giấy chị. Quần quả tay nha Thương Thảo Trần ơi. Quả quả mình mê quần tay nha mấy chị. Mấy chị em mua quần tay nhà em rồi mấy chị biết.
Qua má để ấy mà kiếm nó vô rồi. Ok, thu ba bảo việc. Thu ba bảo việc thấy có một đơn qua đây nè. Còn lừa cho bà là Phúc Thanh ơi. Á đã bớt rộng chưa về không Lê ơi. Ba bảo việc xé ra. Tay nhỏ nhất mà, trước tay nhỏ nhất mà. Là sao? Hôm nay nem nem bẻ cái vậy nó kêu có bọn lá 2 ít cho đây này. Mới bỏ ra nó học có hôm nay á. Đâu một ít cho. Một ít cho ai? Đấy, đó hôm nay á. Đâu cả là một ít cho chị á. Mã 4XL bò giấy giùm bỏ. Mã 22. Hết rồi bà ơi. Giờ mà cứ đẩu tôi đẩu không được á. Cứ thiệt. Chút thêm đi mấy chị, rỉ mà đẹp mà. Rồi 79 ngàn một quần thương ăn mặc, mã này chốt cho em là mã số 4 kèm size, em còn màu bò với màu đen. Đen size S. Chị Quyên Quyên chốt mã 4 màu đen size gì chị Quyên Quyên? Gia Lai ship hàng được không em ơi? Chứ mệt lắm ship rồi đó, kêu dịch không nhận được rồi bùm bùm hàng nữa, em bùm về cả mớ chị mấy chị. Cái đây thì mấy chị có thể điều chỉnh được nha. Muốn điều chỉnh chỗ nào? Chị Quyên Quyên lấy mã 4 màu đen size gì báo em nha. Nói chung là giao ở mình thì mua được nha mấy chị. Cha nó xa sợ với chị ship được không? Mã 22. Đem ớt hai cái còn đi mã 22 không hết rồi, hết nghĩa rồi. Mã 4 22 cái. 22 là cái mẫu nút đúng không? Không. Đó, nó chốt mã 4 thì 4 hai cái sẽ rồi 4 hai cái sẽ còn bị hết rồi. Còn gì đó mà 4 cái sẽ ép rồi mấy chị ơi. Chị Quyên Quyên màu đen 50 ký còn không? 50. Ok chị Quyên Quyên có đơn nha. Chưa gửi nha Bách Thiên Đỗ ơi, chưa gửi. Chưa gửi nha Vinh Đỗ. Bữa qua có ai gọi em chưa, hẹn qua em biết nó làm đơn chị không nhớ nữa chứ. Rồi ok. Mà giờ hết xe ép rồi, mà 4 chị đang mặc hết xe ép rồi. Mà 4 đi. Mà 4 đi. Rồi mã 1. Mã 1 này thôi. Rồi mã 1 đủ size. Ánh Nguyễn hỏi gì mà được á? À, đi Gia Lai á. Đen đen nào á? Đen mã 4 đi. Hết rồi. Mà hết rồi. Đen mã 4 hết mất tiêu chị. Rồi mã 1 cho em nha. Chị là chốt cho em mã 1. Mã 1. Mã 1 thì mặc chắc em mời. Không có nên cho mẹ. Để mẹ được. Rồi lên em mã 1. Chị này chưa chốt được mã 4, chốt qua mã 1. Mã 4 này, channel của ai á, Phúc Hinh đó. Không ai hỏi gọi hết chị, Bích Hiền Đỗ. Dạ là nhân con, dạ là đơn em chưa đi. Hay là thấy đủ đơn đi luôn. Không, mình đổ là bữa nó bắt thêm ghép nữa nè. Rồi mã số 1 cho em nha. Kèm nịt luôn. Má chị muốn nịt không thì nịt nè. Muốn nịt không thì nịt. Muốn nịt lên thì nịt. Má chị cứ đứng nhức đầu luôn. Đó. Mã 1 sẽ ép đúng không? Ai nhiễm mã 1 sẽ ép có không? Bắn lòng nó ở dưới nào cho khỏi đúng mọc rồi em thấy bè này đang giữa mã một đen đúng không? Rồi ai chốt mã 1 lên em mã 1 nha. Mã 1 là quy là chưa cho chị cột hết rồi là cột hay lắm. Ok chị Ái Nguyễn này. Rồi mã 1 em có mèo bò, mèo đen. Nha. Có kèm theo cái dây nịt luôn nha mấy chị. Mã 1 em có bò và đen. Chị này chốt con này lên em mã 1. 79 ngàn một quần nha. Mã số 1 cho em nè. Mã 1 79 ngàn một quần. Lên em mã số 1. Em
em chốt chưa bắt tiền đổ ơi. Mã 1 đen đen 4 kg cho chị Thi Diệp Hình. Được. Chị Thương em lên tí, chị Ruby. Mẫu chị em mặc có xa hãy không em? Hình như không. Để em coi lại cái tích. Nếu mở đầu đầu tiên là có xa hãy. Đúng rồi, có một ít thôi. Mẹ chị đang mang là không có xa số 2 kg. Có mẹ này là có xa số 2 kg nè. Rồi con này là chốt cho em là mẹ này là mẹ số 5 nha. Mã số 5 dáng quần baggy nha. Bên dưới nó có dây kéo nha. Đó, form này form to nha mấy chị. Chốt từ hao nhẹ nhẹ xuống size giùm Thương nha. Quần nó đẹp lắm nè. Đào form này có size 65 kg luôn á. 65, 68 kg luôn, size 2. Mặt trước lưng bảng, phía sau lưng thun. Dáng quần của nó là dáng quần baggy nha. Rồi ai chốt mã này không mình cho em mã số 5. Mã số 5 em có đủ size. Mở một cái quần. Nên mình size L, chỉ size L. Cái chị đang mặc size L đúng không? Ừ. Ok chị Thanh Thúy Nguyễn. Dạ. Chị Thị Diệp Đinh có mã 1 cho ta. Rồi mã 1 có rồi nha Thị Diệp Đinh ơi. Mã 1 cho Thanh Thúy Nguyễn rồi. Mã 1 còn xe 10 không em? Còn. Mèo gì chị Nguyễn Lê? Chị Nguyễn Lê lên Gia Lai nhận được không chị ơi? Gia Lai có bị cách ly cách liếc gì không chị? Mã 1 xe 10 chị lấy mèo gì chị ơi? Mã 1 Hương có 2 mèo. Mèo bò với mèo đen. Mã 1 Hương có bò và đen. Eo 72 mặt 10 nha Ái Diễm. Eo 72 mặt 10. Mã 5 xe S kèm mèo. Kèm mèo chị Ái Nguyễn. Hình như xe S mã 5 hốt rồi em. Xe S mã 5 hốt rồi. Bò S mã 5 còn mèo gì chưa? Thử. Con chị mới chốt mèo gì? Mèo bò. Mèo bò với mèo xám còn. Mèo nào cũng hết đâu. Hê. Ờ, bữa chốt. Bữa ấy chị bóc hết rồi ha. Hê. Chắc rồi. Hết rồi. Xe S còn mèo bò. Mèo bạn cầm luôn. Mèo xám. Mèo bò, mèo đen. Mèo xám em hết S rồi nha, mèo xám em còn 10. Đâu quần nào? Đó, đó hoài nhất chỗ thùng em. Ừ. Đó là chị chốt theo theo mã hết rồi. Rồi mã Thương đang mặc là mã số 1. Chị cột theo mã hết rồi. Có 2 mèo. Chị cột theo size hết rồi em. Có 2 mèo cho em nha. Đẹp ghê. Mới về được con bao mấy mẫu mấy chị còn nhiều lắm. Đang về bao thứ hai. Đi cùng một lúc nữa sao nhận bao trước bao xe không hết. Rồi mã này mã số 5 Thương có 3 màu. Bộ dây Thương vẫn còn nha. Mã 5 mèo đen 65 kg ok. Được. Ok Nguyên Lê. Ném chốt Nguyên Lê chim. Rồi mã 1 xe 10 cho Nguyên Lê. Chưa chốt. Mã 1 xe 10 mèo gì? Đây. Mèo đen. Mèo đen ấy. Mèo nem, mã nem mèo đen 65 kg cho em Diệu Nguyễn. Không đổi được nha Ruby ơi. Không đổi được nha em. Giờ chị không lọc đây đổi được á. Rồi bộ dây 55.000 một bộ. Đủ mèo. Chị đang mặc xe mờ. Từ thì Ái Diễm. Quần chị đang mặc mã 1 xe mờ còn không đi. Còn. Mẹ gì vậy? Cho từ thì Ái Diễm màu đen. Rồi bộ Thương đang mang 55.000 size 62 kg đó lại mặc vô tư. Mã đang có đen ớt không hết rồi Ai Nguyễn ơi. Mã số 5 chị chỉ còn mỗi quần mèo bò sẽ ép thôi nha. Rồi 55.000 một bộ dây Thương đang mặc nha. Chắc là lụa Latin ạ. Cho coi lại mã 5 ok em Diệu Long. Ok Thanh Thế Nguyễn. Không đéo chứ. Cái mã này được chết điểm này. Dạ.
thiệt á. Bật điều hòa xuống 14 độ luôn á. Chị mới mặc là mã 1 á. Đây là mã 5 nha, mặt trước lưng bảng, phía sau của nó là lưng thun, ở bên dưới nó là có dây kéo chiếc ly và dây kéo như thế này. Đó, dáng quần là dáng quần baggy. Chị là thích mặc baggy rộng rộng thì chốt cái mã 5 nha. Chiều đừng có lên nha mấy chị, ngày mai nha, ngày mai nhà thương soạn đơn ra đã. Ngày mai nhà thương soạn đơn ra đã rồi thì để lên lấy. Quần đùi đem ở phía sau là quần nữ á chị ơi, ngô nữ á. Mã năm thương có 3 màu nha. Rồi bộ thương năm mặc là màu đen 55.000 nha. Em có màu đen nè. Quần số 2 tí mặc vô tư luôn, em có màu vàng. Màu nâu. 55.000 một bộ. Đủ màu luôn nha. Bộ màu nâu. Chắc lụa Latin mát lắm. Chị Hương Nguyễn lên số điện thoại lên địa chỉ thử em coi thử ở đâu mấy chị ơi, ship hàng được hay không nữa nha. Rồi bộ nâu, vàng, xanh, đỏ. Rồi bộ em đang mặc có đen nè. Lên lại nha mấy chị ơi, lên lại qua mẫu cho nhanh. Để em chốt chị sẽ lừa ngang size em á. Đây chút mờ lờ bán qua rồi. Lờ. Bộ thương năng mặc có vàng này nha, có nâu thương mặc này nha, có xanh nè, 55.000 một bộ. Có xanh nè, có đỏ nè. Có đỏ nè. Rồi nâu, nâu đen vàng xanh đỏ. Nâu đen vàng xanh đỏ. Bộ thương năng mặc. Cái này hồi có nhức đầu thì luôn. Chạy được hay bị vậy, ra một hồi chị nhức đầu. Rồi nâu đen vàng xanh đỏ cho em nè. Bữa nay tụt nước không được cũng hầm ha. Bộ đang mặc hả? Bộ đang xuống nhiều cũng mấy mất. 55.000 ạ. Nghe xuống không độ nữa. Mình vẽ độ hết cửa. Mình vẽ độ hết cửa. Bộ xanh cho chị Phúc Khôn. Ờ, sao tôi không hiểu luôn á. Bật máy lạnh luôn mà mùa hâu nó chỉ như mưa luôn nè. Khổ quá. Rồi bộ đuổi đùi 49.000. Bộ làm xe 49.000 này mấy chị. Chắc đẹp miêu mang. Bộ đuổi đùi nha. Quần thương đang mặc có bán nha mấy chị. Quần thương đang mặc là 49.000 một quần nha. Đủ size. Rồi bộ đuổi đùi size 60kg đổ lại. 60kg chị nào thon người xíu ha. Chị Hương Nguyễn lên địa chỉ số điện thoại đi chị yêu ơi. Rồi bộ đuổi thương đang mặc 49.000, có hai màu đỏ và da. Sao nó mệt hết chứ. Bộ thương đang mặc thương có hai màu nha, đỏ và da, 49.000. Chạy đuổi nha mấy chị, chạy đuổi cực mát cực đẹp luôn. Rồi chạy ra chốt đuổi da 49 hoặc là đuổi đỏ 49 lên cho em nha. Đuổi da hoặc là đuổi đỏ 49.000 lên cho em nè. Đuổi da hoặc là đuổi đỏ 49.000. Lên em đuổi da hoặc là đuổi đỏ 49.000 một bộ. Form 60kg quay đầu, tay nó hơi cánh dơi. Màu da hoặc là màu đỏ. Mẹ nâu và mẹ đỏ 65kg. 65kg thon người không chị ơi. Chỉ là chị lên địa chỉ đó nha, Thiệm Hồ. Thiệm Hồ có này. Nhà lái à. Nhà lái chắc bẻ 65kg chứ có mặc gì mà có xe lớn không Khương. Hỏi mẫu nào chị Hà Thu. Hà Thu hỏi gì vậy chị?
Dạ. Chị Hương Nghiễm có lên địa chỉ số điện thoại mà không thấy lên rồi thấy chốt khang rồi chị yêu ơi. Bò đuổi hai mẹ chị đất khang. Hương Nguyễn ơi, lên cho Thương địa chỉ à, dưới lại số điện thoại nha. Đuổi mèo bên nào chị? Đuổi hai mèo. Chắc hết trong đó. Mèo tên ghép quá. In, in rồi bóc luôn đi mà. Đuổi mấy nhiều rồi. Trời ơi, mặt mẫu hết nổ mấy chị. Thử đầu không nổ. Cái gì vậy? Để chị mặc á. Sâu sâu trương. Bộ đuổi đỏ và da hai bộ im 50kg. Ok Sông Sông Trương. Chiều nay đừng đi lấy nha mấy chị. Sông Trương có địa chỉ đâu. Ok chị Sông Sông Trương. Bộ đuổi mất mệt hà. Ông không có xa lớn chị ơi. Sao báo chốt đơn đừng có xuống lấy mấy chị ơi. Mai Thương mới ra đơn được nha. Mai hay ghé mấy chị. Rồi áo xanh 49.000. Xanh cổ tim. Xem ngố đi. Xem quần ngố chị. Hệ có quần đen ngố thì chị chọn xuống dưới. Được. Hệ đạn nè. Chị Hương Nguyễn là hệ đạn. Quà cũng bị xấu quá. Dạ lấy cho chị 200. Nó lấy bộ đen, dây đen. Dây đen ấy, dây đen còn. À còn bộ đen nè. Bộ đen, nó chốt bộ đen. Yên chưa? Chị hỏi không nói. Đen này đi chị hứa, yên đó. Ừ, yên đi. Ủa, màu da. Màu da là màu nâu, mà nó cũng màu da. Màu nâu nào? Bộ hai dây luôn em. Hai dây em. Hay chị chốt da bộ đuổi. Chị Hoa Trần, chị lên số điện thoại địa chỉ giùm em nha. Ok Ruby. Bộ dây đen và đỏ cho VV. Còn đen nguyên. Hết đen đen. Bộ dây chị hết đen mắt VV ơi. Còn có quần ngô đen để chị dục xuống đây đâu. Chị nói dục chị chơi lên cho luôn. À đây đây. À em vẫn còn dung dịch vệ sinh phụ nữ Hana Sukin này nha, 99.000 một chai. Chị nào lấy cái này thì lên cho em nha, 99.000 dung dịch vệ sinh phụ nữ. Áo xanh thương đang mặc 49.000. Ngố đây. Ngố kèm thì cương cho mấy chị, em có màu đen màu da 55.000 một vòng. Đủ size cho mấy chị luôn nha. 55.000 một quần, đủ size nha. Chị Vivi có bộ đỏ hay chị hết đen nha. Hết đen em đổi qua bèo khác không Vy Vy ơi. Hoa Trâm có gì ta? Chị Hoa Trâm lên số điện thoại địa chỉ xem thử ở đâu ship có chị được Hoa không ạ? Trâm... Có, nãy giờ được rồi. Được rồi. Mà nãy giờ họ ok. Ở đâu ta? Đuổi nha 55.000. Mai hãy lên nhà lấy cho chị Hoa Trâm nha. Đuổi da 55-56 tí không vừa. À 55-56 tí mà. Ok chị Hoa Trâm. À có rậu. Hoa Trâm đứt hay cho trương nè. Ủa chị Vy Vy đổi màu khác không chị Vy Vy? Hết màu đen rồi. Vy Vy lấy thêm màu nào Nguyên Miu ơi. Vậy thôi lấy một quần nó câu xích. Ok chị Vy Vy. Ok. Bộ giờ em chỉ còn đỏ, vàng, nâu và xanh. Để mai chị coi thử coi nếu mà chốt đơn rớt màu đen ra thì chị giải con thân mình không. Bỏ phía ra đây nha. Ừ, cô bỏ ở đây chị coi có phụ đen vô mà chị nè. Rồi bộ này em sale 39.000. Do còn nhiều quá em sale 39.000 nè. Ngố kem. Bộ ngố đùi nha. Bộ ngố đùi em sale 39.000. Ok chị Hoa Trâm em thấy rồi nha. Không mặc mẫu thì không được mà mặc mẫu vô 5 triệu không nổ. Mấy người này nó nắng được phát khiếp. Càng là nếu mà có tiền á, anh có nèm luôn phải mặc được quà nên bấm điện thoại đã ha. Chắc mềm luôn mấy ơi. Thì gọi phải gì làm. Rồi bộ ngố da 39.000. Hôm nay free size luôn mấy chị. Hàng này em nói mấy chị mặc mát mà sướng lắm luôn á. 39.000 cho em nha. Chốt cho em bộ này bộ ngố da. Ngố da 39.000. Ngố da 39.000. Resize. Bộ đùi dây màu nâu. Ok em chắc là chị Hương Nguyễn rồi nha. Chốt rồi nha bạn. Rồi quần ôm. Siêu ôm, siêu đã, siêu co giãn.
69 nha, một quần đủ size. 69 ngàn một quần đủ size nha mấy chị. Cô chắc con này mê đấy mấy chị. Đó, mặt bo sướng luôn nha, coi giảm cực kỳ đã. Rồi chốt cho em quần này nha, chốt em mã quần ôm xeo 9 kèm theo size. Quần ôm xeo 9 kèm size dùm Thương nha. Bộ Thương đang mặc 39 ngàn nha, xeo 39 ngàn. Rồi lên cho em cái quần này nè, xeo 9 ngàn có đủ size luôn, lưng cao nha mấy chị. Mặc siêu đã luôn. Rồi chốt em mã quần ôm nè, quần ôm xeo 9 ngàn. Lên cho em quần ôm. Quần ôm xeo 9 đủ size. Rồi áo hồng phông rộng nè, áo hồng phông rộng 35.000. Lên cho em mã hồng rộng 35.000. Quần đùi hồi nãy Thương đang mặc trong người là 49 ngàn nha mấy chị. Rồi em có hồng hoa nữa nè, 35.000. Đây em mã hồng hoa, hồng hoa 35. Chị Quyên Nguyễn, màu xám không? Chị đây màu xám, có màu đen không? Không. Ok chị Quyên Quyên, ôm số 9 cm. Rồi 35.000 chốt em mã này, mã xanh đá, xanh đá 35, áo phông rộng. Rồi áo cam 35.000, nên em áo cam. Không, không Nhung ơi. Rồi cam 35.000. Em còn một cái áo da để qua nữa nè mấy chị, giúp được đem. Thương mặt thử cho. Bộ ngốt kem thương mặt 39 ngàn mà không ai chốt ủng gì ta. Còn nha Tiểm Hồ ơi, còn bộ 2 dây không? Đem lên ca cho hai mèo nâu và đỏ. Ok chị Thiêm Hồ nha. Thiêm Hồ. Thiêm Hồ. Đẹp hơn Thiêm Hồ chắc. Đùi dây có mèo nâu không? Đỏ. Còn nâu không em? Còn nâu. Còn nâu nha em ba Hương chưa? Còn quả cũng bị hàng hệ đạn muốn chốt mèo nâu cho bà rồi. Này hàng phun bô rip co giãn 4 chiều, mặc thoải mái. Quá sớm hôm nay nhiều người khép vì ăn rồi nên bấm điện thoại dư kẻ tắt mỡ khép ghê luôn. Dạ mà em đang trong cho em vừa có tiền chứ bằng quà em nên bấm điện thoại cho sướng quá đó. Áo này mấy chị có thể mặc rẻ vai như thế này nha, hoặc là mặc cổ thuyền xưa dài không thích thì mặc cổ thuyền xưa thì thôi, thích thì rẻ vai tùy ý mình nè. Em còn màu da với màu đen nha. Mã này chốt cho em mã trẻ vai đi. Trẻ vai. Trẻ vai hoặc là mặt cổ thuyền lên dài nha mấy chị. Con này bô rip ôm co giãn 4 chiều. Em còn màu da với màu đen nha. Áo thương đang mặc trẻ da màu da với màu đen. Dư một tấm mỡ. Rồi áo thương đang mặc còn da và đen. Áo trẻ vai da cho chị Dung Mỹ. Đẹp ha. Chị Dung Mỹ hồi nãy chị hỏi chị ha, giờ bà mới lên giữ. Bộ dây. À bộ dây em cũng còn á chị. Còn đủ mèo á. Trẻ vai dây cho chị Thủy Tiên. Rồi trẻ vai. Chốt cho em trẻ vai. Trẻ vai da em còn da đen nha mấy chị. Quần dịp xéo 19 ngàn một chục. Chơi xà láng. Rồi quần lót xéo 19 ngàn một chục chị này chút. Quần nhỏ lên em quần nhỏ nha. Dịp nữ á. Xéo 19 ngàn một chịp. Ba mét ba sướng. Dạ có, em đọc tên chị Thủy Tiên rồi mà. Bao phủ phê. Trẻ vai bao nhiêu? 49 không chị? Trẻ vai là 49 đó chị ơi. Rồi xéo 19 ngàn một chục. Dây lên cho chị. Chị đang coi đi Thương. Trẻ vai bao nhiêu một áo? 49 ngàn. Dây nè, còn lấy bộ đùi dây lên cho chị đây chị coi. Cái chị nào okay. Nào coi. Ok chị Thủy Tiên. Rồi xéo 19 ngàn một chục quần lót. Chị này chốt mã xéo 9 lên em, mã xéo 9 nha. Đủ mèo, một chục nó đủ mèo.
đã bao xuống rồi chị. Bộ dây đây. Tưởng sao mà bộ dây đây mà thò tay trong đó. Bộ dây em còn vàng nè. Bộ dây mặt bao đã. Lụa Latin siêu mát luôn. Bộ dây em còn vàng nè. Còn xanh nè. Cái thứ gì nhạc cái gì á? Ừ. Nhạc nghe chồng chị cũng mới vệ sinh mà. Sao nó không mát gì hả? Nó không mát gì đâu. Không dạy cho mẹ em bước ra hoài cái đó khắc khắc luôn á. Nhỏ hoài ném quá sao. Đẹp chưa? Một chục quần chiếc cho chị Hà Thu. Một chục chiếc cho chị Hương Nguyễn. Hai chục chiếc cho chị Đỗ Phúc. Hết chai đen rồi chị ơi. Bây giờ còn ba mèo này thôi nha. Hết chai đen rồi chị. Xanh vàng nâu. Ba mèo này mèo mèo đẹp luôn á. Mèo nâu mà sao đẻ đẹp quá. Em còn xanh vàng nâu nha. 55.000 một bộ. Chị hỏi cái mẫu nào chị cần thì Mỹ. Chị Mỹ thôi chị hỏi cái mã nào chị yêu không. Rồi em còn xanh vàng nâu nha mấy chị ơi. 55.000 một bộ. Không còn xanh vàng và nâu. Ok chưa? Dạ có chiếc nam 60kg mặc vô tư chị Mẫn Minh. Chị Mẫn Minh đợt là em ship nó chạy luôn nha. Hồi bữa có cái quần mật nghe cũng có một cái thành ra em cũng xả ra đó. Thôi chị nào mình lấy dây nào con mình dây kèm mèo nha mấy chị. Quần Phương Lan mặc có size nha mấy chị. Bung 9.000 lưng cao đẹp lắm dây kéo nha. Quần Phương Lan mặc lưng dây kéo chắc ung vì coi dạng 4 chiều 49 nha một quần. Chạy là chốt quần Phương Lan mặc lên em mã 49. Nghe vào như chị Mẫn Minh. Có chiếc nam luôn. Đồ lựa chọn chứ gì. Em vẫn còn chiếc nam. Chiếc nam có chiếc xịn nữa thôi nha mấy chị. 95.000 4 con chiếc nam nhân hàng Calvin. Rồi quần Thương đang mặc nha. Ai chốt quần đang mặc lên em quần đang mặc. Vàng để chị. Và bộ vàng á chị Nguyễn Tú. Dây vàng á chị. Ok chị Nguyễn Tú. Nể như có dây vàng thôi chứ đâu có gì đâu. Rồi em còn bộ xám nè. 45.000 free size cho em nha. Bộ đùi xám 45.000 free size. Chốt cho em mã đùi xám nè. Đùi xám 45.000 free size. Đùi xám. Còn quần để chị vô lấy bây giờ đi. Bây giờ đi nha. Nhận Minh đi. Nhận Minh đó. Mẹ bỏ đi đi. Việt Nam đây nha. Nhận Minh có bộ vàng. Việt Nam đẹp lắm trời ơi. Việt Nam xem coi. Việt Nam bữa có lấy mẫu bỏ ra ngoài rồi nè. Ừ. Đừng có kéo lên nữa. Để hộp cho đẹp. Để hộp cho đẹp. Thì mình thấy mà những lúc thế này thì mình là không thấy. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Kịp Nam đây bà ơi. Kịp Nam đó là hàng Calvin siêu xịn sò siêu đẹp luôn nha. 95.000 4 quần. Bộ vàng ok, tức là chị Nguyễn Tú hả? Quần tự nhiên nó bỏ cái không có sức like luôn á mình. Đúng rồi đó. Là mình thấy cái làm biến liền. Đây nha. Nó nắng quá. Rồi em còn bộ cánh dơi hồng nè. 69.000 một bộ nha. Miyama cánh dơi nha. Mèo hồng 69.000. Chốt cho em mã Miyama 69 nè. 69.000. Rồi áp kiểu hoa siêu đẹp nè. Cái quần cửa có giữ đơn cho chị không? Hình như xẻ rồi sao ta? Rồi áo hoa siêu đẹp luôn này mấy chị ơi. 45.000. Con áo hoa này xinh lắm. Ở phía sau nó có bo nữa nha. Phía sau nó có bo này. Đó.
Rồi chốt em con này áo hoa 49 nè. Chốt em mã hoa 49. Mã hoa 49. Dạ 70kg không có đâu chị. Quần này ăn mặc không có size 70 nha. Rồi áo này size 60-65kg, mặc vô tư sơ mi hồng nè. Sơ mi hồng sale 30.000 luôn nha. Chỗ em mã sơ mi hồng. Sơ mi hồng đây free size luôn. Sơ mi hồng. Còn một có quần bé size 15kg em sale 25.000. Quần bé sale 25.000, chỗ em mã quần bé. Nào thử bé không thể nắm nữa. Mà hạn độ xuống tôi nó không chịu không được. Rồi áo xám. Áo xám nam nữ về mang đều được cho mấy chị hàng phun rộng á. Rồi chốt em mã xám 35.000. Áo xám rộng 35.000. Áo xám rộng 35.000. Để một tí đây. Để một tí. Rồi 4 quần S là gì? 4 quần S là 4 quần nam á hả? Quần nam này nó không có size S mấy chị ơi, nó chỉ có size 2X và 3X. Áo khủng long còn không? Áo khủng long hết chị nha. Áo khủng long hết. Cho em một hộp chị 70kg chị Bích Phượng. Nào cho mét hết đây. Cái áo hoa nâu này đẹp lắm mấy chị, phía sau nó có dây kéo nha, 45.000. Cho em mã hoa nâu nè. Hoa nâu, phía sau nó có dây kéo 55kg nó lại, cho em mã hoa nâu. Hoa nâu 45.000. Cao ống này tậu ghê luôn mấy chị ơi, em sale 30.000 cho mấy chị nha. Con này ống nhưng mà nó có bo này đó, nên phun này mấy chị mặc thoải mái luôn. Rồi chốt em mã sọc xanh nha. Sọc xanh BMI số 9 cho chị Ái Nguyễn. Sọc xanh 30. Rồi em còn một con áo phun rộng nam. Con này 70kg này cũng được, mà bé con máy 50kg này cũng được nè. Tại do con trai nhỏ thì thích mặc phông rộng á. Rồi chốt em mã áo đỏ. Áo đỏ 45.000. Áo đỏ nam 45.000. Đỏ nam 45.000. Chốt hai cái nha. Ok chị Ái Nguyễn. Hai cái này. Nghĩa quần đó. Để là hai món. Rồi một cái chân váy 30.000. Chân váy bô riết, chân váy ôm nha mấy chị. Chân váy ôm 30.000, lên cho em mã chân váy 30, hàng thun bô riếp nha, 55-56kg lại. Rồi một cái chân váy gạch xếp ly có quần bên trong luôn, 35.000, size S. Sọc xanh 30 cho chị Hương Nguyễn. 35.000 size S nha. Đó. 35.000 size S, có quần trong luôn. 35.000, giúp em mã chân váy gạch 35. Quần 5 phải cắt ti hết nha chị. Được. Rồi con sơ mi. Hoa nâu mặc áo này đúng không? À. Rồi sơ mi 30.000, 52kg lại. Hoa nâu cho chị Bích Phượng. Sơ mi 30, 52kg lại, chú em mã sơ mi. Mọi người cắt nó thêm một khúc, em mất mơ giấy nữa. À. Chị biết chỗ nào rồi. Hoa nâu 45 ok chị. Rồi quần ôm 20.000, 50kg đó lại. Chốt em mã quần ôm 20. Rồi áo ba lỗ 30.000 luôn. Chốt em mã ba lỗ. Sơ mi à? Ba lỗ 30. Sơ mi dành cho chị Thủy Tiên. Ba lỗ 30. Ba lỗ 30. Ba lỗ 30. Ba lỗ hàng phun bô rip co giãn 4 chiều nha mấy chị. Quần ôm 20 cho chị Thủy Tiên. Rồi áo xanh kiểu. Áo này mặc tậu lên nè. Rồi xanh kiểu 35.000. Chú em mẹ xanh kiểu 35.000, 55kg đó lại cho thôi nha. Chú em mẹ xanh kiểu 35.000, 55kg đó lại. Quần ôm em hết. Cố gắng chốt đủ đơn giùm em nha mấy chị. Em sợ nhất là hàng sale mà mấy chị vô chốt một hai cái thế nè. Ba lỗ cho chị Ngân mất tất cao. Em chán mai soạn đơn khổ lắm. Rồi chốt cho em mã cái đầm tím này nè. Đầm tím là siêu dễ mấy chị chốt đó. Đơn kèm giá vô giúp em nha.
Đưa cho biết cái giá cho. Kèm giá giùm Thương nha mấy chị, mấy cái hàng sale Thương không nhớ giá á. Nên mấy chị kèm giá giùm Thương nha. Con chị nó lắm ra ngoài hết á. Có kèm giá nó giùm Thương nha mấy chị ơi. Chị ngăn ngăn cao con mình lại giúp em với. Thấy xuống một cái thôi. Còn cắt lên. Đây nó rút ngoài đã hết. Kho chị ạ, à, con biết ạ. Cái đầm tím này dễ thương quá, xe 49 nha. Lô lô phúc lê đẹp lắm luôn á. Phía sau nó có bo. Nên 55kg mấy chị mặc cũng được luôn. Mà 40kg mấy chị mặc cũng được. Đầm tím 49. Đầm tím 49. Cá hồng là mặt dễ thương lắm nè. Ôi giờ còn nghĩ mặt máu luôn nữa, nó mệt quá. Rồi áo hồng và tay 35.000. Áo hồng và tay 35.000 hàng thun bô rít mặt, mặt lên tậu lắm mấy chị. Vừa dưỡng da nữa. Áo hồng. Áo hồng 35. 55-58 cái mặt đều vừa. Rồi con xanh. Xanh 35.000 cho em nha. Xanh phông rộng 35.000. Cho em mã xanh. Có xanh phông rộng lên mặt bao đẹp luôn á. Xanh phông rộng 35. Rồi 30.000 chốt em mã xám từ laptop nè. Từ laptop rộng. Và tay. Chốt em mã xám 30. Xám 30. Rồi áo ống xanh 19.000. Áo ống xanh 19.000. Lên em mã ống. Ống 19. Ống 19. Con nằm đỏ siêu tậu luôn. 52kg nó lại. Đỏ tậu ghê quá chị ơi. Rồi đầm đỏ cho em nha. Chú em đầm đỏ. Đầm đỏ 49 nha. Rồi áo xanh riêu nè. Xanh riêu 30.000. Chú em áo xanh riêu 30. Xanh riêu 30. Rồi còn một con áo nam. Sao là dưới 55kg cho Thương nha. Cho em mã đỏ đô. Đỏ đô 35.000 luôn. Áo nam. Đen Doraemon 30. Đen Doraemon 30.000. Lên em mã đen 30. Đen 30. Đen 30. Hai bộ đùi. Ok chị Hương Nguyễn. Bộ đùi màu xám đó này. Dạ. Kem chứ. Kem với màu xám. Hai bộ đùi màu xám. Ok chị Hương Nguyễn. Mẹ có kem. Đùi xám có mà. Xám bông lem nè. Thì có màu kem thì mới sẽ 39 thôi. Xám là bông lem chị Hương lên Nguyễn. Nhưng bà. Rồi bộ đùi bộ kem với xả 39. Xanh rộng có đủ xanh nha mấy chị. Cái đùi là đùi lại chắc tức mưa mặt đẹp lắm nè. Cái xanh rộng là cái này cái gì? Ừ. Mã là xanh rộng, xanh rộng đó, xanh rộng em. Đùi mặt siêu đẹp luôn á. Mặt lên hai quần. Rồi vậy có lấy không chị? Lấy. Ok chị Thành Nguyễn. Quốc hai quần luôn. Chị Ly Phương chốt cái gì chị? Lê Phương chốt đỏ mà không biết Lê Phương ở đâu. Không có số điện thoại, không có địa chỉ. Lên sớm họ lên địa chỉ mấy chị ơi. Chốt bằng niềm tin. Alo. Dạ alo. Trời thương quá không? Ờ. Để ra mà thân thân quay bây giờ đi chú Yên nói nha. Máu chốt thầy với em. Mở chốt thì chị mang chị đang like nữa làm sao chị soạn ra được. À, tao xuống lấy đi. Từ từ đi xuống nha. Chị còn đang like. Quần lại có kèm nịt luôn nha mấy chị. Quần kem 49 nha, có đủ size luôn nha mấy chị ơi. Con kem này em có từ size S tới size 2X luôn. Từ size 40 cho tới 65-68kg luôn. Chị này chốt quần kem 49.000. Đẹp em. Quần cam chứ. Mặt là đẹp. Em có quần cam mà mặt vẫn đẹp nè.
Rồi bông 9.000, ai chốt quần kem nên em quần kem nha. Quần kem bông 9 có kèm mịt luôn nha mấy chị. Quần kem bông 9 có kèm mịt luôn. Trời ơi. Quần kem 49.000 đủ size. Chị như khác không luôn nè. Không hiểu sao luôn á. Nói mực mực bậu. Và 30.000 chốt em mã áo không là chốt em mã áo nâu đi. Áo nâu 30. Nâu 30. Rồi xanh đen cho em nha. Chỗ em mã này mã xanh đen nè. Xanh đen 35.000 luôn. Xanh đen rộng 35. Chỗ áp đánh lưới là đẹp đấy mấy chị ơi, 30.000 luôn. Máy hàng bô rip đánh lưới là đẹp nữa nè. Chỗ em mã đánh lưới. Mùa này mà mau vậy bị khô. Khô xong khô. Từ mùa gió gió khô chứ. Nếu quá. Rồi chốt cho em nè, trắng lưới nè. Quần chị đang mặc đứng xem thử. Quần chị đang mặc có size cho em luôn á. Chị đang mặc hai quần mà quần đẹp à. Lưng cao nữa chứ. Lưng cao nữa nha. Kèm nịt luôn, 49.000. Quần đang mặc có kèm nịt luôn nha. Rồi áo kem form rộng. À con kem nó bị lỗ mọt. 49k chị Huỳnh My. Quần đang mặc 49.000 kèm nịt luôn. Một quần cho Huỳnh My. Lấy nữ L. Rồi áo xanh rộng 30. Xanh dương 30. Quần đang mặc hớp đen á thề. Đen bên này nó đâu? Đóng thứ 2. Thứ 3. Để tí xíu cho khóc. Sát 4. Tí xíu luôn. Quần chị đang mặc có màu đen mực, nhìn thử còn cái size. Quần chị đang mặc là có màu đen mực. Có màu đen mực thử còn size gì? Ừ, còn size lớn. Màu đen một quần size S nè. Màu đen còn một quần size S. Với lại size L. Có màu đen nghe. Quần đang mặc có đen. Còn thử size L. Quần đang mặc có đen. Quần đang mặc có đen S, size L. Còn đen lấy em một quần nữa. Ok My, có XL không? Không không, chưa lấy nha. Có cho L không? Em có cực L không? L ấy. L. Chả có sót một nào ta. Giống như có trơn màu đen. Hả? Cũng L còn nhiều mà. L mà cũng XL còn mà. Chỗ đó còn á. Hai chỗ lấy hết à. Sao bữa gì chắc được cái gì cũng không thấy. Em ngố rồi. Lấy XL cho em chứ. Rồi xanh rộng 30. Xanh rộng không thể thao siêu mát luôn. Cái hàng nào chị để lại con? Thứ 3 em. Ừ, thằng gái của em. Đấy. Ừ. Chỗ đó kem không em? Chỗ đó kem không có gì. Ừ. Còn bao nhiêu của chị chắc chứ không? Nếu có bị lắp ra hay không chứ. Màu đen thì thấy có nhiêu nè. Chị có thích kem không? Không. Không á. Không, vậy còn. Đơn chị đi, bữa nào vậy? Con bé nó có gọi không chị? Em bảo đi đơn gọi, chị nhắc cho em đâu có nhớ đâu. Chị nhắn số tài khoản em bắn quá cho chị yêu không? Nhiều khi em không nhớ và nhiều khi không có trúng. Em làm đơn, nó gọi chị nhắc chứ không à. Ờ. Không có, ai laptop. Không có. Ủa sao tự nhiên nó mệt thế. Rồi chân váy 35.000 cho em nha. Chân váy 35.000 size S nè. Dưới 50kg. Đang nó ngố thôi bảo em. Đang ngố mà sao thấy cái bà. Cái nó đùi đùi cái lộ nè. Nhưng mà cái kia là ngố. Ừ đúng rồi. Ta lọc vô cái đùi vậy. Chị sai vậy đó. Sai XL nè. Ờ. Vậy là My có hai quần nha em. Tự mình bao đi thử được hỏi. Mày có một cái quần đen nữa nha.
Áo dài hết rồi em ơi. Rồi chân váy sẽ 35.000. Ôi sao tự nhiên mệt thế. Rồi em còn một con quần nam size 45kg đó lại nha. Quần nam size 45kg đó lại. Chắc có hơi lộn trong đó không? 45.000 luôn, em xe 45.000 luôn. Còn đeo XL không em? Coi thử còn đeo XL không? Chân váy cho Ngọc Kim. Dạ ok chị. Quần nam 45 cho Dung Mỹ. Quần nam này đúng đẹp luôn chị Dung Mỹ. Hết bán cứ bán 100.000 luôn á. Chị Dung Mỹ. Chân váy cho em Kim. Ngọc Kim. Rồi còn một con ngố ôm mèo đen 45.000. Dạ hết, hết rồi em ơi. 45.000 coi giãn cột đã luôn nha mấy chị. Sẽ chắc có phải trộn cột cột lộn vô cái đóng ngố không chị? Cột lộn chắc luôn không, hồi bữa chị không không cột ai cột sẵn rồi chị ôm vô không em? Chắc chị mới cột không ôm gì chắc không mà chị thấy ở bên trên này chị chắc này. Cho Kim Khải. Rồi em còn một con quần còn một áo nam. Em còn một áo nam nha. Ngố đen em hết rồi. Em còn một áo nam, em sale 40.000 luôn. Size 5X dành cho mấy anh 75, 80, 82kg rồi nha. Rồi chỗ em mã áo nam 40.000 luôn. Đó không, lụa con đắp đó không? Chứ chị nghĩ là hết rồi đen là vô lý. Chị Trang sai gì? XL nè. Ờ, đó ở đây đang gặp đi. Ờ, chú có tâm băng nha. Ờ, đi đi chị, kéo tiếp. Rồi. Em có nha tâm băng ơi. Nghĩ mà đường mà hết XL vô lý. Ờ, chị cũng nghĩ hết cái quần đó là chị nghĩ vô lý á. Áo nam cho Hương Nguyễn. Rồi còn một cái quần kaki. Đẹp lắm em. Tầm 50kg đổ lại giùm em nha, 45.000. Chốt cho em mã kaki 45. Sơ mi hết rồi chị ơi. Quần kem và đen size bao nhiêu ký với chị Hình Tiền ơi? Hình Tiền ở đâu vậy em? Ui chị nó không nổi luôn bây giờ. Mắt không nổi luôn á. Ném quá mà. Tự nhiên nó mệt kiểu gì á. Hỏi giùm chị em đi. Hỏi gì? Chị Hình Tiên nữa. Thấy. Còn đem quần kem bao nhiêu ký? Ở đâu? Quần đem quần kem mà chị lấy mẫu ngố là mẫu đùi chị Hình Tiên. Anh Nam hết rồi chị ơi, anh Nam có người chốt rồi nha. Rồi cái laptop 35.000. Size này nhỏ nha mấy chị, tầm dưới 50kg trong gương nha. 30 vô tới dưới 50kg. Rồi chốt em mã áo xám 35. Áo xám 35. Áo xám 35. Quần nam đó chị. Áo xám 35. Rồi con sơ mi đây mặc quá đẹp luôn này mấy chị ơi. Em sale 30.000 luôn nha. Bữa bác thấy trên mạng nó sách áo cái nơi sơ mi thiệt đẹp luôn á. Chị mất cầm gì vậy? La lại quần kem cho chị coi. Rồi sơ mi ngố cũng lên. Anh ngố, là ngố này là cái ngố màu đen. Em chị mất tiền đổ lên số điện thoại lên thì chạy nha em ơi. Áo xám áo xám cho chị Ngọc Kim. Hai mấy chị mất tiền rồi dưới 50kg em nói sai mấy chị. Coi giãn cho cây coi giãn dưới 50kg nha, 45.000.
sơ mi cho em nè. Chốt em mã sơ mi. Chốt em mã sơ mi 30.000. Sơ mi 30. Sơ mi 30. Sơ mi 30. Có phải gì ước của Nguyễn Thị Thanh Trúc không? Ừ, thế vậy? Ai vậy? Thứ vậy? Alo? Phải, có gì không anh? Cái gì vậy? Kép có làm gì để đưa số điện thoại ta sao? Sơ mi cho chị Ngọc Kim. Là Vinh Đỗ đó chị ơi. Là chị Bích Hường Đỗ là Vinh Đỗ ấy. À Vinh Đỗ hả? Sai dưới 50kg á em. Rồi bộ đà chốt cho em bộ cam 45.000. Bộ ngô cam 45.000. Ngô cam 45.000 sai 60-65kg đó lại nha. Bộ cam. Bộ cam 45.000. Nên cho em bộ cam. Bộ cam 45.000. Chị Huỳnh Tiền. Cô nói không nổi mà cũng phải nói. Mấy chị khách mới lên giùm em địa chỉ số điện thoại giùm Hương nha. Bây giờ này bắt đầu nó mát rồi. Mà giờ này nó hết ha. Rồi em còn bộ tiểu thư nha. Em sell cho mấy chị. Cảo bớt quần này cho Thị Thịnh. Hai bớt quần này Tuyền Đỗ. Ca cây buôn lên cho chị Bích Tuyền Đỗ. Bích Tuyền Đỗ là Vinh Đỗ. Em mặc em hết kaki nha. 4-5 quần luôn rồi. Ok chị Bích Tiền Đỗ. Xu Xu Trương. Cam cũng lên cho chị Xu Xu Trương. Xu Trương ở đâu ta? Xu Xu Trương được mà. Ở mình hả? Chắc được. Thấy có địa chỉ mà không thấy ở đâu. Sợ sàn căm. Chị Xu Xu Trương ở đâu á chị? Rồi bộ tiểu thư em sale 59.000. Bộ tiểu thư em sale 59.000. Rồi ai chốt bộ này lên em mã bộ 59. Ok. Em mở hòa Mỹ. Rồi 59.000. Ai chốt bộ tiểu thư sang 60kg đổ lại mặt vừa cho Thương nha. 59.000. Chị đang mặc 55 ký tóc xay chị. Quần chị đang mặc hả? 55 ký hả? L. Quần liệt cái nha. Ờ. Ờ ok, Bách Hiền Đỗ. Thầy em thấy chị không thấy. Dung Mỹ bộ 59 cho Dung Mỹ. Bộ 59 nè. Rồi em còn bộ cánh dơi mèo hồng sale 9.000. Cánh dơi hồng sale 9 cho em nha. Cánh dơi hồng sale 9. Quần đùi. Bộ này đang hot đó nè mấy chị. Bộ đùi Miyama cánh dơi. Ai cho bộ 59 lên em bộ 59. Dung Mỹ.
35.000 chú em mã đầm. Xa tầm 52 cái đó lại nha. Mã đầm. Ui trời. Rồi mã đầm cho em nha, 52 cái đó lại mang vừa cho em nè, đầm sơ mi thun. 35.000. Em còn 3 con. Còn 3 con. Mèo, có ba mèo không chị? Còn có mèo gì nữa? Quần dài được không? Tay dài được không chị Dung? Hay là phải tay ngắn? Tay dài được không chị? Đầm sơ mi cho chị Ngọc Kim. Rồi em còn quần bé em xe 30.000 luôn. Xa 15kg đó lại nha. Quần bé, riêng bé á. Xa 15kg đó lại thôi nha. Mà chị Dung Mỹ chỗ chạy ship được chưa vậy? Chỗ chị ship được chưa chị? Chị nói là quần dài được. Quần dài tay dài. Ừ, chị tay dài được. Còn còn một tiếng cái này. Cái màu xanh. Màu cam nữa. Được em. Rồi quần 30. Ok chị. Còn cái quần ôm nè, thôi để chị lại chốt quần ra mà chưa được ba. 45.000 nè. Nếu quần ôm 45.000 nè, nhớ chị là chốt này. Quần ôm 45.000 kaki nha. Quần bố. Quần ơi dê em mặc nè, 49 nè. Quần ơi dê em mặc nè, 49 nè. Đủ size. Nền chỗ nào chị? Bộ em. Nào chị thấy có một bộ tím thế nè. Một bộ xanh đấy chút có lọt ra. Có một bộ cam nữa. Giờ chị không thấy nó nhìn chỗ nào. Còn, nhớ là còn. Lúc nay hai chị em thấy có bị hình biến không? Mệt quá. Tại đây mệt sao mà nó mệt chết lắm. Còn ôm 45 như chị Kiệt Lê. Ừ. Ừ đó. Một tiếng đó, một tiếng trong cái tường hay không? Thấy nào không? Còn cố 45 với chị Kiệt Lê. Ừ. Em còn cái quần riêng này nó hơi bị lỗi chỗ này nè, mấy chị nó hơi bị xước đây nè. Chị lấy thêm 30.000 nha. Đó. Dập vải á. Xe S. Chỗ em mã lỗi 30. Lỗi 30. Lỗi 30. Một quần riêng nam size 28. Một quần riêng nam size 28. Xe 9.000. Việc lên là ngũ đen đấy. Ờ. Xe 9.000. Cho con quần bé, đưa quần bé chị, cho con cái bé. Ủa cái này cho chị, nghĩ là mất một cái thôi. Quần mặc size nhiêu ký chị Đăng Như ơi, quần em đang mặc có size. Dạ. Đưa cái chị Kiệt Lê gác lên, chị đưa quả riêng đó. Chị hình tiền. Quần em đang mặc 49.000 có đủ size, mấy chị kèm size lên nha. Quần bé nha. Quần bé 30.000 size 15kg đó lại. Quần bé mặc tậu đấy. 30. Rồi em có một cái chân váy dài size L nè mấy chị. Chân váy dài nha. 35.000. Chị đã tốt chốt cái chân váy này, đưa em 30.000 đi. Chỗ em mã chân váy 30. Chân váy 30. Chân váy 30. Chân váy 30. Đây em mã chân váy. Chân váy cho chị Nguyên Lê. Rồi áo lon 35.000. Ủa 45 của em. Có để hình như em có làm sao không? Chị tích tiền đổ mất có một cái quần kaki vậy. 35.000 chỗ em mã lon. Lon 35. Ok chị Nguyễn Đăng Như. Lon 35. Lon 35. Mời chị mặc vừa không? Nguyên Lê á. Cái nào?
chút nha. Chốt đầu đi hỏi đây chị biết không ha. Khoan. Chân váy hả? Chân váy 30 hả? Chân váy á, size L không. Chị size L đó không? Chị, chị mặc được và chị mặc cái em cũng không biết chị mặc ra làm sao, dáng vậy ra sao á. Nguyễn Đăng Như á. Nguyễn Đăng Như hỏi quần chị mặc size M được không? Em đang mặc size M chị yêu không? Em đang mặc size M nha. Chị dạy chị Nguyễn Đăng Như bao nhiêu ký á? Nguyễn Đăng Như bao nhiêu em ký? Em đang mặc size M mấy chị. Rồi em còn một con quần riêng ống lê nha. Em xe 35.000 luôn. Quần riêng ống lê em xe 35.000, size của nó tầm 52 ký đó lại. Cái căn váy là size L ở chị Nguyên Lê. Còn áo tay phòng trắng nữa. Chân váy là size L nha. Chân váy em hết rồi chị Nguyễn Đăng Như ơi. Quần bé 30 cho chị Bích Tiền Đỗ. Rồi áo trắng tay phòng 49 nha em. Áo lon 35 cho là chị tốt nha mấy chị Trung Mỹ. Nè tay phòng nha, 49 nha. Chốt cho chị Nguyễn Lê. Em chốt với chị rồi á. Áo trắng 49. Áo trắng 49. Rồi còn một con áo ống nè, 19 nha. Áo ống 19, lên cho em mã ống 19. Rồi vòng đuổi nè, vòng đuổi ống rộng 54 ký, 39 nha. Chị đang mặc size M đúng không? Ok được nha chị. Cái áo cũng lên cho cô chị. Áo cũng lên hết rồi chị. Rồi chỗ em mã đuổi vàng 39 nha. Đuổi vàng 39 nha. Quần dài sau lưng chị bao nhiêu vậy? À, 79k chị. Hình tiền. Màu áo trắng còn màu nào nữa không chị? Màu trắng còn mèo trắng không em? Hả? Nhức đầu không lan, nghĩ ra kem lan. Chứ nữa xíu lan. Mệt quá, tự nhiên mệt. Rồi một con quần đùi size S 39 ngàn nha. 39 ngàn quần đùi size S 39 ngàn. Có gì tấu lên like nữa nha mấy chị. Vậy em xuống like. Trời ơi mệt quá. 45.000 con ngố size S. Mũi đó không có size em. Ở phía sau nó lông thun nó kiều kiều. Quần bé cho chị Bích Phượng. Rồi size L cho em nha mấy chị. Con ngố là size L chứ mà size nhỏ nha. Dưới 52 ký thôi. 45.000 cho em mã ngố 45. Có 45. Tại vì trưa nay nó bị nóng để vô thì nhức đầu ghê luôn. Còn xe mờ này. Rồi một con làm đen siêu đẹp luôn á. Nãy xe 45.000 mà sai lời nha. Nãy em nói cho chị Nguyễn Đăng Như xe mờ rồi á. Có 54 ký thôi chị. Rồi một con chân váy 30. Chân váy của nó là size size S. Chân váy size S 30.000. Rồi quần ôm. Đuổi vàng 39 size vậy. Không có size. Không có size. Size gì? Size S hả? Size S. Có áo rồi, laptop rồi, rộng rồi nha. Em Hồng Thếm. Rồi xuống like nha mấy chị, có gì tối like nữa nha. Đuổi 52 ký vừa không? Tại sao trưa nay mệt ghê ta. Đuổi vàng đó chị, 52 ký vừa không? Cái này xe vài, em vô tư mà. Phía sau nó lưng thun mà em. Phía sau lưng thun quá mấy chị. Cái đó 55-56 ký mà cũng vô tư luôn á. Ok chị, giờ mấy chị đang xem nhiều mà sao tận như em mệt quá. Lấy một vùng tay nhiều màu lấy. Có gì tối lên chốt lại giùm Hương nha mấy chị. Tối chị hình tiền lên chốt lại nha. Rồi quần ôm 30.000 đúng không? Tới cho chị Kiều Kiều. Quần ôm dưới 50 ký cho Hương nha mấy chị. Ôm bu mì nha. Ôm bu mì. Ôm bu mì.
tại sao nó mệt ghê luôn ta, hiểu vì sao. Em còn một bộ lông vàng 69 ngàn. Bộ lông vàng 69 ngàn nha mấy chị. Lông vàng 69. Ô thật lúc này đi. Còn một con dây đen nè. Dây đen 30 nghìn. Dây ôm, đen ôm này đúng dây đen đẹp hết. Đúng không, ôm này 30 thôi. À quay ôm 30 cho chị Nguyễn Sương. 40 chứ. Để chị nói 40 chứ sao 30. Chúc mừng em là sao xe 30. Quần ôm 40 chứ, chốt lộn giá không. Quần ôm 40 chị Nguyễn Sương. Ôm ôm về 51 cái được không? 51 cái được nha em. Thôi xuống ai đi mình quá. Ồ, xem nhức đầu quá, không cảm với mấy chị yêu. Cái gì à? Tối em la lại nha. Bye bye mấy chị nha.